Cả nhà mình đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Vâng. Em xin chào tất cả các quý cô bác, anh chị, các nhà phân phối, các vị khách mời và các chủ giảng đã có mặt trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì em Hoa rất vinh dự cho em Hoa là được ban tổ chức phân công làm MC trong cái chương trình buổi tối hôm nay để kết nối quý cô bác, anh chị trên khắp các cái tỉnh thành được cùng giao lưu, chia sẻ và cùng nhau học tập. Thì lời đầu tiên cho em Hoa xin gửi tới tất cả các quý cô bác, anh chị lời chúc sức khỏe và có một buổi tối tràn đầy năng lượng ạ. Em xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của em là Đinh Thị Hoa, em đến từ thị trường Xuân Trường, Nam Định ạ. Vâng, và xin cả nhà mình nhắn giúp em một tràng số 2 lên ô cửa sổ chat để cảm ơn ban tổ chức đã xây dựng lên một cái chương trình buổi tối hôm nay để cho tất cả chúng ta có cơ hội giao lưu, được học tập cùng nhau, trau dồi kiến thức để cái doanh số của chúng ta luôn tăng trưởng và trao đi được thật nhiều cái giá trị của sản phẩm đến với mọi nhà, mọi người, kể cả trong cái lúc đại dịch ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà mình đã tương tác ạ. Như cả nhà mình đã thấy đấy ạ, trong lúc đại dịch COVID rất là căng thẳng và rất là nguy hiểm trên khắp cả nước, có một số công ty thì cũng đã phải đóng cửa, có và có khi thì cũng phá sản, nhưng mà chúng ta thấy là cái doanh số của công ty chúng ta thì vẫn tăng trưởng đều, đúng không ạ? Và tuyệt vời hơn là công ty cũng đã giúp cho nhiều người đang thất nghiệp có cái việc làm và có cái thu nhập rất là đều đặn. Chúng ta thì rất là hạnh phúc vì được sử dụng cái, biết đến cái cơ hội này, được sử dụng cái sản phẩm của công ty và được cùng hành, đồng hành cùng công ty. Và công ty cũng đã tạo ra rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi cho chúng ta được cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau học tập, trau dồi kiến thức để cho cái doanh số của chúng ta luôn tăng trưởng, cho cái đội nhóm của chúng ta luôn tăng trưởng đấy ạ. Thế thì do cái dịch bệnh thì chúng ta không thể mà trực tiếp cùng nhau giao lưu học tập được, thì chúng ta cùng nhau học tập và qua Zoom như thế này được không cả nhà mình? Vâng. Cả nhà mình thân mến, thì cái chương trình buổi tối hôm nay thì dự kiến thì sẽ diễn ra là từ giờ cho tới 22 giờ ạ. Và hôm nay cũng ở đây thì có một cái chương trình thì vô cùng quan trọng, vô cùng hữu ích. Thực sự là trong suốt cái đợt dịch COVID ấy, cũng đã có đang diễn biến rất là phức tạp, thì em Hoa cũng đã được nghe rất là nhiều cái tâm sự, cái chia sẻ của bạn bè, của người thân, người quen ấy. Họ rất là lo lắng vì trong cái lúc đại dịch ấy, trong cái lúc đại dịch như thế này thì họ gặp rất là nhiều khó khăn về công việc, thậm chí là có người bị mất việc làm, thu nhập thì bị giảm sút ạ. Có người thì tâm sự là tuy vẫn có thu nhập đấy, nhưng mà cái thu nhập thì chưa đáp ứng được cái nhu cầu, chưa đáp ứng được cái chi phí cho cái cuộc sống của họ. Nên là họ vẫn còn đang loay hoay tìm một cái giải pháp để thay đổi. Họ đang chăn trở muốn làm chủ, nhưng mà mọi cái nguồn lực về vốn này, rồi về cái mối quan hệ hay là cái nguồn hàng của bản thân ấy thì đều bị giới hạn và bị hạn chế. Thế còn các quý cô bác, anh chị, những người thân, người quen, bạn bè của quý cô bác, anh chị thì sao ạ? Nếu mà họ cũng đang gặp những cái vấn đề như thế, những cái vấn đề như em vừa nói, các cái bạn bè và những cái người thân quen của em có tâm sự ấy ạ, thì quý cô bác hãy nhanh tay bốc máy điện thoại lên và mời họ tham dự vào trong cái buổi Zoom online tối ngày hôm nay. Thì các chủ giảng, các cái thủ lĩnh của chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp giúp quý cô bác anh chị, giúp mọi người có cái cơ hội thay đổi, kể cả về sức khỏe, thay đổi về cái thu nhập cho chính quý cô bác anh chị và cho cả người thân, người quen, bạn bè của quý cô bác anh chị và kể cả là cho cộng đồng. Vâng. Nếu quý cô bác anh chị đồng ý thì hãy nhắn giúp em một tràng số 3 lên ô cửa sổ chat ạ. Vâng, cảm ơn tất cả các quý cô bác anh chị đã tương tác. Thưa các quý cô bác anh chị, chương trình buổi tối hôm nay với cái phần chia sẻ đến từ hai chủ giảng rất là đặc biệt ạ.
đó là chị Đỗ Hậu, giám đốc 26 Vàng. Chị hiện đang công tác trong một ngành y tại một bệnh viện trung ương, với mong muốn giúp đỡ mọi người về sức khỏe. Và đây cũng chính là cái động lực thôi thúc chị hợp tác kinh doanh cùng với lại New MA ạ. Một chủ giảng tiếp theo đó là anh Bùi Vàng, một giám đốc 36 Vàng, hiện là quản lý một công ty dược phẩm với cái doanh số lên đến trên 100 tỷ trên một năm. Nhưng anh đã ra cái quyết định nghỉ công việc cũ để làm toàn thời gian với New MA. Vậy thì cái cơ hội ở New MA lớn như thế nào? Tiềm năng ra sao? Tất cả thì sẽ có trong cái buổi Zoom đặc biệt tối ngày hôm nay ạ. Vâng, nên là để đón nhận được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm bổ ích từ hai cái chủ giảng trong buổi tối ngày hôm nay, thì em Hoa rất mong muốn tất cả các quý cô bác anh chị chúng ta chuẩn bị cho mình một chỗ ngồi thật là chu đáo, đủ ánh sáng, tắt mic ạ, bật cam, ngồi trước cái ống kính màn hình, chuẩn bị giấy bút để ghi chép đầy đủ những cái nội dung kiến thức chương trình của buổi tối ngày hôm nay ạ. Các quý cô bác anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu mà các quý cô bác anh chị đã sẵn sàng thì nhắn giúp em Hoa tôi sẵn sàng lên ô cửa sổ chat ạ, để chúng ta chào đón vị chủ giảng đầu tiên ạ. Cả nhà mình đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, em đã thấy cả nhà mình nhắn rồi đấy ạ. Vâng, như vậy là cả nhà mình đã sẵn sàng. Em thế thì không để cả nhà mình phải chờ lâu hơn nữa, thì em xin kính mời vị chủ giảng đầu tiên, đó là giám đốc 26 Vàng Đỗ Hậu đến từ thị trường Hà Nội ạ. Chị sẽ chia sẻ cho chúng ta cái lý do tại sao chị chọn New MA. Chị sẽ chia sẻ cho chúng ta là cái kim tứ đồ này, về những cái ưu thế, lợi thế trong trong New MA, rồi cái con đường doanh nghiệp, cái sự nghiệp kinh doanh trong New MA như thế nào, rồi những cái giá trị mà nhận được khi hợp tác cùng New MA. Vâng. Xin kính mời, trân trọng kính mời chị Đỗ Hậu, giám đốc 26 Vàng ạ. Cả nhà mình nhắn giúp em một tràng số 6 để chào đón chị Đỗ Hậu, giám đốc 26 Vàng ạ. Vâng, vâng, cảm ơn cả nhà mình. Vâng, xin kính mời giám đốc 26 Vàng Đỗ Hậu ạ. Vâng, cảm ơn MC xinh đẹp rất là nhiều ạ. Vâng, lời đầu tiên em xin kính chào quý cô bác anh chị có mặt trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên em xin kính chúc quý cô bác anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Chúc buổi tối giao lưu hôm nay giúp cho mọi người tràn đầy năng lượng ạ. Buổi tối hôm nay thì em thực sự là em rất là vui và rất là hồi hộp khi mà được ban tổ chức giao cho em chia sẻ về cái lý do mà em lựa chọn cái công ty New MA làm từ đợi em một tí. Vâng, cả nhà mình đã sẵn sàng chuẩn bị giấy bút để ghi chép tất cả những cái kiến thức mà giám đốc Đỗ Hậu trao cho chúng ta đi ạ. Vâng, rất vui mừng khi hôm nay em được giao cái nhiệm vụ rất là lớn khi được giao lưu với quý cô bác anh chị. Và em xin được giới thiệu tên đầy đủ của em là Đỗ Thị Hậu. Em sinh năm 1982 và hiện nay em đang công tác tại khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai. Em bắt đầu tham gia kinh doanh cùng với công ty New MA được gần 2 năm rồi, từ tháng 1 năm 2020, và cơ duyên biết đến cái sản phẩm này là do mà em và cùng những người thân trong gia đình là gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe và cũng như là gặp cái vấn đề về liên quan đến tài chính. Cái thời điểm mà em hợp tác với cái lý do mà em hợp tác với công ty này, đó là cái thời điểm đấy là mẹ đẻ của em đấy ạ. Nghĩa là khi đấy là cái thời điểm đấy thì mẹ em là bị ung thư giai đoạn cuối và trải qua rất là nhiều lần phẫu thuật thì không thành công, và khi cái thời điểm đó thì viện Bạch Mai đấy đã trả về và khi đấy là nghĩa là khi đó là cái tỷ lệ em nghĩ là chỉ là khi mà sau khi trải qua mấy cuộc hội chẩn đấy thì y bác sĩ ở đấy cũng
bảo là nghĩa là chắc là không qua được Tết. Thế cái thời điểm mẹ em ra viện thì nghĩa là sức khỏe là rất là yếu, chỉ có nằm một chỗ thôi và không ăn uống được gì cả. Và em cũng nghĩ mọi cách nhưng mà không giúp đi được. Nhưng mà thời điểm đấy thì lại may mắn là được em Ngô Văn Huy, tuyến trên của em ấy, chia sẻ cho em cái sản phẩm này. Và thời điểm đấy thì mẹ em không ăn uống được gì cả, và khi đấy em cũng cứ lấy mặt lon này về cho mẹ em trải nghiệm. Thì tầm khoảng được mẹ em trải nghiệm được, nghĩa là cho mẹ em uống được tầm khoảng gần một tháng, thì mẹ em khi đấy thì đã tỉnh và đã khỏe trở lại như người bình thường đấy ạ. Và khi đấy thì em mới nghiên cứu, em mới tìm hiểu xem cái sản phẩm này nó như thế nào mà lại giúp mẹ em lại cải thiện sức khỏe nhanh như thế. Và em đã tìm hiểu và em cũng trải nghiệm sản phẩm và cho cả gia đình em uống và cho cả con em uống. Con em với lại em cũng thường xuyên là bị ốm. Bị ốm là do là em là sống trong cái môi trường bệnh viện rất là lâu, làm việc trong đấy thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Và nghĩa là nhiễm cái vi khuẩn bệnh viện rất là nhiều, cũng như là nhiễm cái hóa chất ấy ở bệnh viện. Vì thế mà khi mình bị ốm ấy, ốm thì rất là lâu khỏi và thường xuyên nghỉ để chăm con, cũng như là để chữa bệnh. Thì khi mà em với cả gia đình đã trải nghiệm sản phẩm một thời gian thì cả gia đình đã sức khỏe đã thay đổi và cải thiện rõ rệt. Thì em thời gian đấy thì em cũng gặp vấn đề về tài chính và em cũng tìm hiểu cái cơ hội kinh doanh và tìm hiểu kỹ về công ty. Thì em thấy cái công ty này rất nghĩa là cái chính sách này cũng như là cái chiến lược nó rất là tốt. Trước đây thì em cũng khi mà làm trong bệnh viện ấy thì em cũng không phải làm mỗi cái công việc bệnh viện mà em cũng đã tham gia rất nhiều cái công ty khác. Nhưng mà em thấy là nó không phù hợp với bản thân, vì cái công ty quy mô nó nhỏ và hàng hóa nó không được ổn định, các sản phẩm về thuốc ấy nó không được ổn định, cho nên cái nguồn thu nhập của em nó cũng không được ổn định. Trong khi đó thì mẹ em thì trải qua rất là nhiều lần phẫu thuật mà rất là tốn kém, vì thế mà em thấy nó không phù hợp. Vì thế mà khi mà em đã tìm hiểu cái công ty này thì qua mấy tháng trải nghiệm sản phẩm và tìm hiểu thì em thấy nó rất là phù hợp với bản thân em và phù hợp với nhiều người. Thế là em đã bắt tay kinh doanh cùng Điêu Mây từ tháng 1 năm 2020, và đến thời điểm này thì em đã kinh doanh được gần 2 năm, và hiện tại thì em cùng đội nhóm đã giữ cái danh hiệu là giám đốc 2 sao vàng. Và sau đây thì em chia sẻ, cả nhà đã sẽ để em chia sẻ cái mà slide. Cả nhà nhìn rõ không ạ? Rõ rồi ạ. Chị chia sẻ to màn hình đó chị ạ. Chị cần đang cho không biết chia sẻ thế nào đây. Không biết kiểu gì. Chị Hậu ơi, ở phía góc màn hình có cái cốc ngược ấy. Đúng rồi. Đâu? Ở dưới góc màn hình bên tay phải. Chị không biết đâu. Bên tay phải, bên cạnh cho comment này. Đấy. Không, bên cạnh nữa. Đấy, đúng rồi. Sao không được nhỉ? Chị bấm đi, bấm lần nữa, bấm hai lần đi. Bấm rồi mà sao nó không lên. Chị ơi, chị bấm trên trên màn hình của chị có chữ slide show ấy ạ. Bên trên ấy, bên phía trên ấy ạ. Trên cùng á chị ạ. Có chữ slide show ấy, chị bấm vào đấy. Ở dưới chữ tại sao New May là cơ hội ấy. Đúng rồi. Lên đi chị. Bên dưới cái chữ cơ hội ạ. Bên dưới cái chữ cơ hội không. Ở trên cái trên cùng ạ. Ở cái thanh công cụ ạ. Lên nữa. Trên cái thanh công cụ sang ạ. Sang bên trái một chút. Thẳng có cái biểu tượng ấy. Vâng, thẳng cái biểu tượng của New May lên này. Đấy, đúng rồi, lên một tí nữa. Chắc vẫn không được nhỉ. Lên tí nữa đi chị, nên là đến cái chữ slide sâu đấy. Bên dưới cái chữ cơ hội nhỏ nhỏ xíu ở trên ấy. Đấy, đợi mình tiếng qua đến cu nó ra. Minh ơi, Minh, chỉnh chiếu slide. Vâng, cả nhà mình chờ chị một chút ạ. Ờ, được không? Mẹ nhận cái gì đây à?
chị Hậu ơi. Vâng, được rồi ạ. Lần đầu tiên chia sẻ cho Thanh để đi đâu bây giờ thì vướng ấy. Thế ạ? Tôi cả nhà nhìn thấy rõ không ạ? Rõ rồi ạ. Vâng. Thì cả nhà nhìn thấy đấy, thì bản thân em thì là người trước đây là người không cho phép cái bản thân mình ấy hài lòng với những cái gì mình có. Trước khi kinh doanh cùng Như Mây thì em làm công việc ở viện ấy, thì nói chung là ở viện thì nó cái mức thu nhập nó giới hạn đó, nó giới hạn. Mà trong khi đó thì cái chi tiêu của trong gia đình ấy thì nó rất là nhiều thứ, như là con thì lớn thì cần rất là nhiều khoản chi tiêu, bố mẹ thì già cả, bệnh tật và đi viện thì rất là nhiều. Vì thế mà nếu mà em phụ thuộc vào cái nguồn thu nhập ở mỗi ở viện thì không thể đủ trang trải cho cái cuộc sống hiện tại của em. Vì thế mà em luôn khát khao mơ ước một ngày đó đó, thì em nghĩa là lúc nào em có mơ ước là cần phải có nhà mới này, cần phải có xe và có cuộc sống tốt hơn để cho con có cuộc sống thoải mái và để được báo hiếu bố mẹ, cho con học tập được cái môi trường tốt. Và nếu chỉ có thu nhập ở viện thì chắc chắn em sẽ không bao giờ thực hiện được cái ước mơ của mình, không bao giờ thực hiện được ước mơ đó. Và em luôn trăn trở và suy nghĩ là em phải tìm một cái công việc nào đấy nó phù hợp với cái việc của em, mà vừa làm ở viện ấy mà vừa nghĩa là có thời gian để phát triển. Và đến khi mà em ấy em biết được cái cơ hội hợp tác cùng New Way thì em nhận ra là New Way chính là cái cơ hội có thể giúp mình, bản thân mình cùng với những người thân mình thực hiện được cái ước mơ của mình. Và khi đó thì khi mà em đã nhìn nhận ra cái cơ hội này tuyệt vời thì em đã bắt tay vào thực hiện, và lúc nào cũng nghĩ làm sao để mình có thể là thành công nhanh nhất, và em luôn nghĩ đến cái vấn đề đấy. Xong. Thì cả nhà nhìn thấy cái slide thứ hai thì có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện ước mơ ấy, thực hiện ước mơ thì một là có hai phương pháp cả nhà, có hai phương pháp. Một là có thể là chúng ta là hạ ước mơ xuống thì cuộc sống thì hầu như ai cũng có ước mơ, ai cũng có khát khao. Thì nghĩa là để mà cân bằng được cả ước mơ và cả thu nhập thì chúng ta cần phải cân bằng được cái hai cái mà ước mơ và thu nhập. Thì hai cách đó là cách một là hạ ước mơ xuống, thì tức là bạn thỏa hiệp với cái bản thân của mình là mình bằng lòng với những gì mình có, và mình những cái mong muốn như là ví dụ như là mong muốn thay đổi về xe cộ này, hay nhà cửa, muốn ở nhà cao, hoặc là muốn báo hiếu, hoặc muốn cho con cái mình có một môi trường học tập tốt hơn. Hoặc thì chúng ta phải dừng lại, nghĩa là chúng ta dừng lại những cái ước mơ của mình, vì cái thu nhập của chúng ta nó chỉ giới hạn. Và nếu mà hạ ước mơ xuống thì chúng ta sẽ không, chắc chắn sẽ không thực hiện được ước mơ của mình. Và theo cách thứ hai đó là phương pháp, đó là chúng ta có thể thu nhập lên. Thì với em thì em sẽ lựa chọn cái cách là cái phương pháp là tăng thu nhập lên. Vì thế mà em luôn khát khao, luôn nghĩ cho mình phải tìm thêm một cái nguồn thu nhập nào đấy ngoài cái nguồn thu nhập mà chính ở bệnh viện, thì nó chỉ là đủ trang trải cho cuộc sống hiện tại thôi. Vì thế nên nếu mà để mà mong muốn mà mình có thực hiện được ước mơ của mình, đó là mua nhà, mua cửa này, thay đổi nhà chỗ ở khang trang hơn, hoặc mua xe cộ cho con cái học tập môi trường tốt và có thể tự do về thời gian đi du lịch, thì chúng ta phải tăng cái nguồn thu nhập lên. Vì thế mà em phải mong muốn mà tìm một cái công việc nào đấy thích hợp để thay đổi cái ước mơ, thực hiện được cái ước mơ của mình. Thì chỉ khi mà biết đến cái công ty New May thì em mới thấy đây là cái công việc mà bấy lâu nay mà em tìm kiếm để thực hiện cái ước mơ của mình. Thì vậy với cô chú anh chị thì lựa chọn theo cách nào? Thì theo em thì em sẽ lựa chọn cái cách là đó là tăng thu nhập lên. Thì các cô bác anh chị ở trên phòng Zoom này thì có lựa chọn theo cái cách như của em không ạ? Thì cả nhà nếu mà lựa chọn theo cái cách là tăng thu nhập lên thì cả nhà cho em một tràng số 2 lên phòng Zoom ạ. Recording in progress.
Tiếp theo thì trong trong cuộc sống của ai cũng cũng có ước mơ và cũng có khát khao, nhưng mà không phải ai cũng cũng thành công. Có rất nhiều người rất là chăm chỉ, chịu khó và cũng có. Cả nhà có nghe thấy em nói không ạ? Rất rõ. Có rất là nhiều người chăm chỉ, chịu khó và cũng có nhiều ước mơ và có nhiều khát khao và cũng quyết tâm chăm chỉ làm việc nhưng mà chưa thành công. Đó là do họ chưa lựa chọn đúng công việc phù hợp. Vậy nên nếu chúng ta mà lựa chọn đúng công việc phù hợp thì mọi nỗ lực cũng bằng không. Nếu anh chị rất giỏi, nhưng mà nếu mà hợp tác với một cái công ty có quy mô nhỏ, doanh số tăng trưởng không đều, tháng thì âm, tháng thì dương, thì mà chính sách lại không phù hợp nữa, hoặc là hàng hóa thì không được ổn định, thì nỗ lực dù có các anh các chị có nỗ lực dù có bao nhiêu nữa thì chắc chắn cũng sẽ không thành công. Ví dụ như trước đây em cũng thế, em cũng đã làm việc với hợp tác với rất là nhiều công ty rồi, nhưng mà không thành công. Mình mặc dù là mình bản thân mình là rất nỗ lực, nhưng mà do là công ty chính sách nó không được ổn định này, thứ hai là khi mà mình phát triển cái thị trường ấy, cứ được 2-3 tháng mà cái nguồn hàng nó không ổn định, nó hay bị hết. Thì khi mình mở rộng thị trường thì em có lúc em tầm khoảng 2007-2008 này em cũng kết hợp làm với một số công ty, nhưng mà cứ phát triển được thị trường được tầm khoảng 2-3 tháng thì cái nguồn hàng nó lại hết. Thế là lại phải công ty lại, đến lúc mà mình đã mở rộng rồi, đã có nguồn thu nhập tầm khoảng 40-50 triệu rồi cái thời điểm đấy rồi, nhưng mà khi mà đang công việc đã đang vào ổn định thì công ty lại báo là hết hàng 2-3 tháng. Hết hàng 2-3 tháng thì khi đấy thì cái hàng sản phẩm nó rất là nhiều cạnh tranh, nhiều công ty cạnh tranh. Thế là phải dừng lại thì lại mất thị trường, thì sau đó thì em đợi không được thì em lại chuyển công ty khác thì lại trong cái tình trạng đấy. Thì em thấy là cái công ty mình ấy, khi mà em tìm hiểu cái công ty mình thì nó, công ty của mình hàng hóa nó rất là ổn định, về chủ công ty thì chủ động về hàng hóa, về nguyên liệu, cho nên em thấy là cái công ty New Amway rất là phù hợp để có thể giúp em được thực hiện được cái ước mơ của mình. Thì suy ngẫm về cái câu chuyện cuộc đời thì về làm công ăn lương ấy, thì nếu làm công ăn lương thì mà chúng ta dù có nỗ lực thế nào ấy thì cuối tháng thì chúng ta chỉ nhận được cái nguồn thu nhập mà hữu hạn thôi, mà cái nguồn thu nhập đấy thì phụ thuộc vào sếp. Còn khi mà nếu mà chúng ta đầu tư kinh doanh truyền thống thì chúng ta cần phải có bỏ vốn ra và cần phải có kinh nghiệm và cần phải có nhiều mối quan hệ thì chúng ta mới thực hiện được cái vấn đề này. Tiếp theo, nếu làm công ấy thì chúng ta không bao giờ giàu được, không có người nào mà giàu lên mà vì làm công ăn lương cả. Còn trong cuộc sống thì hầu như ai cũng có mong muốn để tạo ra 6 giá trị trong cuộc sống, như là sức khỏe này, tài chính, gia đình và đảm bảo tự do về đi du lịch, tự do về thời gian và tự do về chúng ta có thể tự do đi du lịch. Nhưng thực tế thì thu nhập chúng ta thì có giới hạn, vì thế có rất là nhiều cái chi phí trong gia đình mà chúng ta cần phải tăng. Con cái thì càng lớn, bố mẹ thì già yếu mà cần phải thuốc thang mà ốm đau, thì chúng ta cần phải có nguồn thu nhập lớn thì chúng ta phải đảm bảo được báo hiếu cũng như là cho con có đời sống tốt. Vậy chúng ta phải tìm một cái công việc làm thêm nào đấy để trang trải cho cái vấn đề chi tiêu tài chính cho gia đình. Ví dụ như là nếu mà thu nhập của chồng ấy, về làm công ăn lương, thu nhập của chồng 12 triệu mà vợ 8 triệu thì tổng thu nhập là 20 triệu, thì chúng ta không thể với cái thu nhập này, nguồn thu nhập này thì phụ thuộc vào nguồn thu nhập này thì chúng ta không thể trang trải được mọi cái chi phí cho gia đình và cũng như không thực hiện được cái ước mơ của mỗi người trong cuộc sống ạ. Cả nhà nhìn tên trên màn hình thì nếu mà như chúng ta quyết tâm ấy mà muốn có được cái những thứ mà chưa từng có thì chúng ta phải làm những việc mà mình chưa
chưa từng làm. Đấy. Sơn Lan không chạy à? Ở nhà có nhìn rõ slide không ạ? Alo. Có nhìn rõ slide nhưng mà chị ơi, chị đang chia sẻ ở slide nào đấy? Em thấy cái này nó vẫn có từ đầu. Nó không chạy slide à? Không thấy chạy. Ơ thế làm sao nhỉ? Đợi đợi một chút. Đi. Nice for me to do. Ui lạc rồi. Làm sao mà nhấn nút này nha. Làm sao đấy? Nó lạc rồi. Cả nhà nhìn đến slide nào rồi ạ? Nhìn thấy cái câu chuyện cuộc đời ạ. Làm công ăn lương ạ. Em bé ơi, em bé giúp mẹ, em bé bấm lên trên cái chữ slide show ấy. Slide show ở phía trên đấy. Lên trên nữa. Lên trên nữa. Dịch lên trên ấy. Ở cây trên cái thanh đỏ đỏ ấy. Có chữ slide đây, show. Đây. Đấy đúng rồi, bấm vào đấy. Ồ nhưng mà ở đây này, bấm vào cái set up slide show ấy. Set up slide show ấy. Nào đưa mẹ cho nó. Set up slide show. Khóa cái này vào đi. Khóa cái đang hiện đi. Đánh vào cái dấu nhân ở trên ấy. Nó đã vướng quá. Đây rồi. Ôi, lại đâu rồi? Cả nhà đợi em một tí nhá. Nên là Zoom ấy. Zalo. Ok, mẹ ấn ok. Ừ. Ok. Nó anh ngại quá. Đâu. Ok. Ơi, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Chưa thấy gì đâu chị ơi. Chị chia sẻ lại đi. Được rồi. Rồi, bấm vào cái set up slide show đấy. Bên dưới không, dịch sang đi. Dịch sang nữa, sang tí nữa. Đây á? Sang phía bên trái, không, sang phía bên trái không. Nữa, một cái nữa, sang bên trái. Đây, đúng rồi. Rồi, okay bấm vào cái thai, không, chưa được rồi, bấm lại đi. Rồi, bấm vào cái nút bên dưới, cái nút chấm ấy, cái giữa này, cái giữa, không, bên trên có một cái chấm đen nhá. Bên tay trái ấy, bên đấy, không, sang đi, không. Đấy, đúng rồi, bấm vào đấy, đúng rồi. Rồi. Được không? Được rồi, nhưng mà phải bấm vào cái ly ở bên dưới đấy ạ. Bấm vào cái ly ở bên dưới đấy ạ. Cái ly ngửa ở bên dưới lúc đầu đấy. Chẳng biết tới. Đây rồi. Buồn ngại quá biết thế thì. Được rồi ạ, được rồi ạ. Thôi bây giờ chia sẻ lại ạ. Cả nhà nghe đến đâu rồi? Cả nhà lúc nãy nghe em chia sẻ lại rồi. Nhé. Qua chỗ này rồi chị ạ. Tiếp slide tiếp theo. Nhà mình ai rồi có đây, cái tiếp nào đấy ạ? Nhà mình ơi, ai có cái file đấy chia sẻ cho Hậu nói đi. Ơi, dễ hơn. Được rồi đấy, như này là được rồi đấy ạ. Đến chỗ này rồi. Đến chỗ này rồi chị ạ. Vâng, chị tiếp tục đi ạ. Nặng quá, tự nhiên em thấy. Đấy thì cả nhà đợi em cái này vướng quá. Đấy vậy nên em bắt đầu chia sẻ lại cái này nhá. Rồi ạ. Trong cuộc sống thì ai cũng có ước mơ và khát khao, nhưng mà không phải ai cũng thành công. Và lý do là không thành công vì ví dụ như là nhiều người có ước mơ và khát khao, quyết tâm và cũng rất là chăm chỉ nhưng mà chưa thành công, thì đó là do người ta họ chưa lựa chọn đúng công việc phù hợp. Vậy nên chúng ta nếu như chúng ta không lựa chọn
lựa chọn mà không đúng với công việc phù hợp thì mọi nỗ lực cũng bằng không ạ. Nếu anh chị rất giỏi nhưng mà nếu mà hợp tác cùng với công ty mà có quy mô nhỏ này, doanh số thì tăng trưởng không đều và tháng dương tháng âm đấy, chính sách thì không phù hợp, nguồn hàng thì không chủ động thì chắc chắn là sẽ không thể thành công được ạ. Và em không dám khẳng định của New Bay chúng ta là công ty tốt nhất, nhưng em dám khẳng định với quý cô bác anh chị, New Bay Việt Nam là công ty phù hợp nhất với em để giúp em thực hiện những cái ước mơ của mình ạ. Và cũng giúp tuyến dưới hệ thống của em mà giúp cho nhiều người thực hiện được ước mơ giống như em. Tiếp theo là cái slide tiếp theo thì câu chuyện về làm vấn đề là làm công ăn lương. Thì làm công ăn lương, nếu như bạn chọn làm công ăn lương thì chúng ta bỏ thời gian và công sức ra và cuối tháng thì chỉ nhận được một cái mức lương hữu hạn. Và cái mức lương này thì phụ thuộc vào cái ông chủ của bạn. Và thứ hai là về đầu tư kinh doanh thì chúng ta cần phải có vốn này, có kinh nghiệm và phải có mối quan hệ thì chúng ta mới làm được cái này. Thì rất nói chung là sẽ rất là khó, mà rủi ro thì sẽ rất là cao. Về làm công ăn lương thì nếu như mà chúng ta phụ thuộc vào mỗi cái lương ấy thì không ai giàu cả, thì chúng ta chỉ đủ chi tiêu thôi. Mà trong cuộc sống thì ai cũng mong muốn là tạo ra giá số cái giá trị cho cuộc sống, đó là sức khỏe này, tài chính, gia đình, đảm bảo và tự do thời gian và tự do về tài chính. Thực tế thì trong thực tế thì có rất là nhiều cái khoản chi phí tăng. Ví dụ như là bình thường nếu như mà phụ thuộc vào nguồn thu nhập đấy thì có thể chúng ta chỉ đảm bảo cái chi phí cuộc sống trung bình thôi. Nhưng mà nếu mà xảy ra cái biến cố hoặc cái vấn đề gì đấy, ví dụ như bố mẹ ốm đau mà đi viện ấy, mà chúng ta phụ thuộc vào mỗi một cái mức lương mà chúng ta đi làm thuê ấy, thì chúng ta không thể lo được cho gia đình chúng ta, không thể lo được cho bố mẹ và cũng không thể lo được cho con cái. Không thể lo được cho gia đình với cũng không thể lo cho con cái. Ví dụ như là chồng mà thu nhập làm công ăn lương là 12 triệu, với vợ cộng vợ là thu nhập 8 triệu, mà trong khi đó chi phí cho cuộc sống, ví dụ như đi chợ búa này, học hành của con cái thì đã chiếm gần hết cái số tiền này rồi, thì khi đấy chúng ta để lại thì cái số tiền mà tiết kiệm thì sẽ không được làm mấy. Và nếu bạn muốn có được những thứ mà mình không có thì bạn cần phải cái quyết tâm làm những cái việc mà mình chưa từng làm đấy. Còn nếu như chúng ta theo cái số đông ấy thì chúng ta không thể thành công được. Và cái con đường thành công thường nó sẽ rất rộng và rộng thênh thang. Còn cái con đường mà không dành cho những người mà không thành công ấy thì nó rất là chật hẹp. Ví dụ như là những cái người làm công ăn lương ấy thì nó chiếm cái số lượng rất là lớn. Còn những người mà thành công mà có khát khao thì cái con đường đấy là nó sẽ rất là rộng, rất là thênh thang. Nhưng mà không ai quyết tâm để đi đến thành công vào cái con đường đấy cả. Tiếp theo cả nhà nhìn trên màn hình. Thì hãy quyết định để xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp tự làm chủ. Thì nếu như bà cả nhà mà làm cái công việc truyền thống ấy, thì chúng ta cần phải bỏ vốn ra này. Cần phải lo mọi cái, ví dụ như pháp lý, về chiến lược, về sản phẩm, mặt bằng, cũng như lo phải trả tiền cho nhân viên, ví dụ như là làm mở tư. Và chúng ta là không được tự do về thời gian đấy, nguồn lực và kinh nghiệm và mối quan hệ của chúng ta là không có. Còn rủi ro về cái công việc truyền thống ấy, kinh doanh truyền thống thì rủi ro rất là cao. Trong khi đó khi chúng ta mà bắt tay vào làm hợp tác cùng New Bay và chúng ta sẽ có một cái hệ thống kinh doanh, trong khi đó thì chúng ta kinh doanh cùng New Bay thì giống như chúng ta là ấy, đứng trên vai một cái người khổng lồ ấy. Mọi nguồn vốn thì công ty lo, pháp lý cũng công ty lo, chiến lược này, sản phẩm, mặt bằng, và hàng tháng thì không cần phải lo
trả tiền cho nhân viên, thời gian thì được tự do này, và rủi ro thì hầu như là không có, giống như là cái bên kinh doanh bên truyền thống. Tiếp theo, vậy nên quý cô bác anh chị có mặt trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay, nếu như anh chị mà chưa là nhà phân phối của New Mây thì anh chị hãy bắt tay nắm bắt lấy cái cơ hội mà tuyệt vời thế này. Là đối khi mà chúng ta là đối tác của New Mây thì là chúng ta bắt tay với làm đối tác của một cái tập đoàn là tập đoàn đa quốc gia, có chiến lược kinh doanh rõ ràng và tầm nhìn xa sâu rộng, chủ động về nhà máy này, sản xuất này, chủ động về công nghệ và hàng hóa cũng như nguồn nguyên liệu, có hệ thống quản trị doanh nghiệp thông minh và hỗ trợ nhà phân phối dễ dàng trong việc thực hiện xây dựng doanh nghiệp riêng cho mình. Này cũng xem được khẽ đâu tắt mẹ máy này. Có ai xem mà khi mà hợp tác với New Mây thì anh chị có thể xây dựng cho mình một mạng lưới kinh doanh không giới hạn về địa lý và thuộc sở hữu của anh chị, mãi mãi có thể để lại kế thừa cho con cái sau này và cũng như có thể kế thừa cho người thân, mà trong khi đó cái công việc truyền thống thì không bao giờ có. Tại Việt Nam Nam thì New Mây thì có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và có ba chi nhánh lớn đó là Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Kinh doanh thì phủ rộng trên khắp 63 tỉnh thành và không giới hạn về địa lý. Thì nếu mà kinh doanh mới bắt tay kinh doanh với New Bay thì cái con đường doanh nghiệp nó rất là rõ ràng. Nếu như anh chị muốn có thu nhập khoảng 10 triệu thì anh chị có thể xây dựng là 100, xây dựng một nhóm kinh doanh và có doanh số là 100 lon. Và khi đó đấy là các anh chị là đạt cấp bậc là giám đốc. Còn nếu mà các anh chị mà đặt ra mục tiêu là có thu nhập khoảng 20 triệu thì các anh chị xây dựng cho mình 3 nhóm kinh doanh và doanh số là 300 lon. Và khi đấy là chúng ta là có là đạt cái mức cấp bậc là 2 sao chuẩn. Còn nếu mà cô bác anh chị mà muốn mình thu nhập ấy, đặt mục tiêu ra mình thu nhập là 50 triệu một tháng thì các anh chị có thể xây dựng cho mình là 10 nhóm kinh doanh và khi đó doanh số của chúng ta là có 1.000 lon, từ chúng ta trở xuống là có 1.000 lon và khi đấy thì chúng ta đặt cấp bậc là giám đốc là 3 sao chuẩn ạ. Và khi các anh chị muốn cho mình thu nhập là tầm khoảng 100 triệu thì chúng ta chỉ cần xây dựng cho mình 30 nhóm kinh doanh và doanh số của chúng ta có là 3.000 lon. Thì khi đó chúng ta đặt cái cấp bậc đó là giám đốc là 4 sao chuẩn ạ. Và khi các anh chị quyết tâm mà muốn mình có thu nhập là trên 200 triệu thì anh chị vận hành một cái doanh nghiệp lớn đó xây dựng 100 nhóm kinh doanh và khi đó doanh số của chúng ta là tầm khoảng 10.000 lon và khi đó thì chúng ta đặt cái cấp bậc là giám đốc là 5 sao chuẩn ạ. Vì cái con đường doanh nghiệp của New Mây nó rất là rõ ràng, chỉ cần anh chị có quyết tâm hay không. Quyết tâm ví dụ là mình đặt ra mục tiêu là mình muốn là mình có thu nhập bao nhiêu thì mình bỏ ra cái thời gian và quyết tâm đến xây dựng cái đội nhóm như thế là chúng ta có thể là đạt được cái mức thu nhập mà như mình mong muốn ấy. Thì trong một cuộc sống thì đây là bánh xe cuộc đời của mỗi con người, thì đây là có những mơ ước. Mỗi một cuộc sống thì có một giá trị và thành công toàn diện. Ví dụ như là anh chị có cơ hội này phát triển bản thân, có sức khỏe, có sự nghiệp, có tài chính và có các mối quan hệ chất lượng, có thể đóng góp cho xã hội. Ví dụ như là đi làm từ thiện đấy ạ, và tự do về thời gian và được giải trí và được nghỉ dưỡng cùng với gia đình.
Thì đây chúng ta là chỉ cần đặt ra cái mục tiêu là chúng ta đạt làm tròn được cái đánh xe cuộc đời của chân chúng ta, là chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình ạ. Đây là tốc độ tăng trưởng của New May từ khi mà về Việt Nam cho đến năm 2000, tính đến năm 2020. Thì cả nhà có thấy được là khi mà mới về Việt Nam thì công ty đạt doanh số là 9 tỷ thôi. Nhưng mà sau 7 năm đến năm 2020 là công ty có mức tăng trưởng lên đến 3.000 tỷ. Thì cả nhà thấy là cái mức tăng trưởng này rất là tuyệt vời. Nghĩa là tăng trưởng theo cấp số nhân ấy. Từ năm 2014 đến năm 2020 là công ty đạt tăng trưởng gấp 100 lần. Thì cả nhà thấy làm gì có cái công ty như ty mà nghĩa là tăng trưởng mạnh mẽ như này, mặc dù mà nghĩa là năm 2020 đến năm 2021 ấy, dịch bệnh COVID ấy, dịch bệnh COVID hoành hành như thế mà các công hầu như công ty nào cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà riêng công ty chúng ta thì không hề bị ảnh hưởng thế nào, vẫn cứ tăng trưởng. Và năm 2021 đây là công ty là đặt ra mục tiêu là đạt 5.000 tỷ. Và đến năm 2025 là công ty đặt mục tiêu là tăng trưởng 3.000 tỷ ạ. Thì cả nhà thấy có tuyệt vời không ạ? 30.000 tỷ ạ. Đây là những cái giá trị mà em hợp tác được cùng New May ạ. Từ khi mà em hợp tác là từ tháng 1 năm 2020 thì đến tháng 2 là em đạt cấp bậc giám đốc. Thì từ tháng 2 cho đến thời điểm này thì trung bình thu nhập hàng tháng thụ động của em là tầm khoảng 25 cho đến có tháng lên đến 45 triệu một tháng. Thì cả nhà thấy tuyệt vời không? Bình thường thì em làm ở viện thì 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà với cái công ty với cái công việc New May này thì ngoài cái thời gian ở viện thì em tranh thủ những cái thời gian em kết nối đi tuyển dụng và đi hỗ trợ xây dựng cái hệ thống cho riêng mình. Và cứ trung bình hàng tháng thì đến thời điểm này thì em đã xây dựng được cho em là cái hệ thống là 2 sao vàng. Và em đã giúp được rất là nhiều nhà phân phối bên dưới cũng có nguồn thu nhập gần được như em ạ. Cả nhà thì có tuyệt vời không ạ? Thì năm sau đây, đây là trên màn hình là 5 lý do mà cái sản phẩm Alpha Lipid nó bùng nổ về doanh số. Thì thứ nhất là về xu hướng này. Xu hướng thì sản phẩm chúng ta là cái sản phẩm về kinh doanh về kháng thể, thì hầu như cơ thể của ai cũng cần, kể cả sau này nhiều năm sau này thì hầu như cơ thể từ ai cũng cần đến kháng thể, kể cả có dịch bệnh hay không thì chúng ta cũng vẫn cần. Vì thế mà khi mà chúng ta kinh doanh cái sản phẩm về dinh dưỡng về kháng thể này thì nó là xu hướng của thời đại. Sản phẩm của chúng ta thì là sản phẩm rất là độc đáo. Em đã kinh doanh rất là nhiều sản phẩm cùng hợp tác cùng các công ty khác, nhưng mà chưa có cái sản phẩm nào nó độc đáo như công ty của mình. Công ty của mình thì ví dụ như là những công ty khác thì chúng ta có thể là một sản phẩm, nghĩa là khi mà dùng sản phẩm của chúng ta thì chúng ta phải cần về, nếu mà cần để được có các thành phần như của chúng ta thì chúng ta phải dùng các sản phẩm khác, thì cần phải 5 sản phẩm thì phải có được cái sản phẩm như của chúng ta. Và sản phẩm của chúng ta là kết tích hợp rất là nhiều thành phần quý giá mà không có sản phẩm nào trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại có được. Đối tác thì tập đoàn của chúng ta thì có quy mô rất là lớn, lịch sử hình thành thì trên 37 năm rồi. Và công ty của chúng ta thì phát triển rất là bền vững trên các thị trường quốc tế. Chính sách thì linh hoạt, phù hợp với rất là nhiều đối tượng. Ví dụ như là vừa như em thì là làm thêm, phù hợp với cả người làm thêm, người tiêu dùng, người làm chuyên nghiệp. Và tính đến thời điểm này thì là đây là thời điểm vàng mà quý vị nên bắt tay, có thể bắt tay và hợp tác cùng New May. Năm 2020 thì chúng ta là đạt là 3.000 tỷ. Năm 2021 dự kiến là 5.000 tỷ. Và đến năm 2025, kế hoạch của công ty là sẽ là đạt là 30.000 tỷ. Vậy quý vị có muốn mình được hưởng cái thu nhập mà trong cái gói mà 30.000 tỷ không ạ? Rất tuyệt vời ạ. Còn trên màn hình cả nhà nhìn thấy đây, trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta có hai quyết định, hai lựa chọn. Một là ký hợp đồng. Nếu như ký hợp đồng với công ty
thì chúng ta thành công và có cuộc sống và thực hiện được các ước mơ của mình. Còn nếu như mà không thành công thì chúng ta cũng không mất gì cả. Chúng ta còn được rất nhiều thứ, ví dụ là được mối quan hệ này. Đấy. Được mối quan hệ. Được mối quan hệ, đấy. Và có thêm kỹ năng phát triển và cũng như là kỹ năng phát triển bản thân. Còn nếu như mà chúng ta không ký hợp đồng thì cuộc sống của chúng ta vẫn như thế này. Sau 5 năm nữa thì nếu như mà không ký hợp đồng thì cuộc sống của chúng ta không có gì thay đổi cả. Chỉ có là thêm tuổi tác và đi và có thêm nhiều bệnh tật thôi ạ. Còn trong khi đó kết hợp đến với ký hợp đồng với công ty thì chúng ta có thể cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi và thay đổi cả về sức khỏe. Chúng ta khỏe lên và cuộc sống của chúng ta sẽ chúng ta sẽ thực hiện được những ước mơ hoài bão của mình. Tiếp theo đây là thông điệp, nếu như mà chúng ta không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Nếu như em chẳng hạn, em nếu như cách đây cầm khoảng gần 2 năm mà em không bắt tay với kinh doanh cùng Điêu Mây ấy, thì em vẫn làm công ăn lương, là một người làm công ăn lương ở viện thôi. Và 5-10 năm nữa thì cuộc sống của em cũng vẫn như thế, không có gì thay đổi cả. Và ước mơ thì chỉ là ước mơ thôi ạ. Và em xin chúc tất cả các anh chị, các cô bác anh chị có mặt trong phòng Zoom hôm nay ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp của New Amay ạ. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cái phần chia sẻ của em vừa rồi ạ. Vâng. Cảm ơn giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu. Vừa rồi thì cả nhà mình đã được nghe phần chia sẻ của giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu đến từ thị trường Hà Nội, đúng không ạ? Một phần chia sẻ rất là năng lượng, vô cùng ý nghĩa, đúng không cả nhà mình? Chị đã chia sẻ cho chúng ta biết là lý do tại sao chị chọn New Amay. Chúng ta nên chọn, và chị đã chỉ cho chúng ta là nên đứng ở cái, chúng ta nên chọn và đứng ở cái góc nào ở cái trong cái kim tứ đồ, và làm thế nào để có được cái thu nhập và cái ước mơ cho nó được cân bằng. Và chị cũng đã chia sẻ cho chúng ta là làm thế nào để chúng ta có được cái thành công nhanh nhất. Vâng, thế thì em cũng rất thích cái thông điệp mà chị đã đưa ra. Có nghĩa là gì ạ? Nếu chúng ta không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Vâng. Thì cuộc đời là những cái cuộc đời con người thì được hình thành bởi một cái chuỗi quyết định. Vậy thì quý cô bác nào mà chúng ta chưa hợp tác cùng với New Amay thì em nghĩ là qua cái bài chia sẻ của giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu này thì chúng ta cũng hãy ra cho mình một cái quyết định để hợp tác cùng với New Amay để chúng ta có thể thực hiện được những ước mơ của mình, cải thiện được cái cuộc sống cho gia đình mình. Ngoài ra thì chúng ta cũng có như giám đốc Đỗ Hậu đấy ạ. Chúng ta cũng có thể là giúp cho rất nhiều người có sức khỏe tốt này, cũng như là có thu nhập tốt. Vâng. Thế cả nhà mình nhắn giúp em một chàng số 5 lên ô cửa sổ chat để cảm ơn phần chia sẻ vô cùng ý nghĩa, vô cùng năng lượng của giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà mình. Thì qua cái phần chia sẻ của giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu thì quý cô bác anh chị có câu hỏi nào để giao lưu cùng với chủ giảng Đỗ Hậu của chúng ta không ạ? Vâng, quý cô bác anh chị nào có câu hỏi thì chúng ta mở mic để hỏi chủ giảng Đỗ Hậu ạ. Xin mời quý cô bác anh chị ạ. Chúng ta mở mic để hỏi ạ. Vâng, trong lúc chờ các quý cô bác anh chị thì em Hoa có nhận được một câu hỏi của một khách ạ. Của một khách có gửi đến cho em Hoa hỏi giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu như sau ạ. Tại sao chị đang có một công việc ổn định trong ngành y ạ? Một cái bệnh viện đầu ngành mà
chị vẫn quyết định tham gia kinh doanh hợp tác cùng với lại New MA ạ. Vâng, xin mời giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu trả lời câu hỏi này cho khách mời của chúng ta. Vâng, cảm ơn MC rất nhiều và em xin được trả lời cái câu hỏi của nhà phân phối ạ. Câu hỏi là tại sao mà em có cái công việc ở viện ổn định mà em vẫn lựa chọn New May, thì như lúc nãy em cũng đã chia sẻ trong slide ạ. Tại vì nếu như mà em làm công việc ở bệnh viện ấy, thì đấy vẫn là chỉ là cái công việc làm không ăn lương thôi ạ. Thì nếu như em không thay đổi, em không làm thêm, em không nắm bắt cái cơ hội kinh doanh cùng New May thì kể cả 5 hay 10 năm nữa thì cuộc sống của em cũng không có gì thay đổi. Em không thể thực hiện được cái ước mơ của mình, không thể giúp được gia đình, không được cho con cái mình học tập ở cái môi trường ổn định và cũng không thay đổi được. Vì cái mức lương mà mình nhận được nó rất là giới hạn, nó chỉ đủ chi tiêu hàng ngày và sẽ không có cái tiền mình tiết kiệm mình để ra. Nếu như mà gặp cái vấn đề gì, biến cố gì đấy thì mình không có cái tiền, không có cái nguồn thu nhập để mà không có cái tiền để mà mình lo cho những giải quyết những vấn đề đấy, cũng như lo được cho gia đình. Thứ hai là cái sản phẩm, cái lý do mà em kết, nghĩa là em nắm bắt với cái cơ hội này là em thấy cái sản phẩm nó rất là tuyệt vời và em làm trong môi trường bệnh viện cũng được mười mấy năm. Thì khi mà gặp bệnh nhân thì đa phần bệnh nhân đến thì phát hiện trong bệnh trong cái giai đoạn muộn rồi. Và khi biết đến cái sản phẩm này là cái sản phẩm chăm sóc cái sức khỏe của chủ động rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta còn có sức khỏe thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta giảm tải được cho bệnh viện và cũng như là cải thiện được cái sức khỏe của mình. Và cũng như mà khi mà em làm, từ khi mà em làm cái sản phẩm này được gần 2 năm thì nghĩa là những cái người thân, người quen của em ấy, quê nội cái ngoại thì người ta hạn, người ta không lên, rất là ít người lên, nghĩa là những người nào bệnh nặng thì người ta mới lên khám thôi. Còn đa phần là em chia sẻ cái sản phẩm này, người ta dùng là người ta sẽ cải thiện, đa phần là cải thiện sức khỏe và họ sẽ không lên khám. Còn trước đây thì trước khi mà em kinh doanh cái sản phẩm này ấy, thì hầu như một ngày thì em rất mất nhiều thời gian, là khi mà một ngày có khi 5-7 người phải đưa người ta đi lên đấy khám. Vì họ cứ liên lạc, họ thấy mình là làm ở bệnh viện ở quê ấy. Khi mà họ thấy biết là làm bệnh viện thì họ lên, họ nhờ và để lên khám bệnh đấy ạ. Và em sẽ cũng rất mất rất nhiều thời gian về cái vấn đề đấy, nhiều khi là ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của ở viện của em. Nhưng mà từ khi em bắt tay là chia sẻ cái sản phẩm này, bắt tay kinh doanh cái sản phẩm này, thì khi mà người ta liên hệ với em thì em đã tìm hiểu xem người ta đang gặp vấn đề gì đấy, thì em đã chia sẻ cho họ cái sản phẩm này và người ta đã cải thiện rất nhiều với sức khỏe. Và khi này cũng giảm, nghĩa là nó cũng giúp đỡ cho cái công việc của em ở viện rất là nhiều, để không mất thêm nhiều thời gian mà lo những cái việc khác nữa. Đấy. Tiếp theo là cái New May đã giúp cho em cái nguồn thu nhập thụ động và thực hiện được cái ước mơ của mình và giúp nhiều người, không chỉ giúp bản thân em cải thiện cuộc sống, mà em đã trong thời gian là gần 2 năm thì em đã giúp được rất nhiều nhà phân phối trong hệ thống của em cải thiện được sức khỏe cũng như là cải thiện được cuộc sống. Và đấy là lý do mà em đã quyết định làm thêm với New May. Vâng ạ, cảm ơn câu trả lời của giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu ạ. Vâng, cả nhà mình còn có câu hỏi nào giao lưu cùng với lại giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu không ạ? Xin nhà mình, cả nhà mình mở mic để cùng giao lưu ạ. Vâng, ở đây em Hoa này nhận được một câu hỏi gửi tới giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu nữa ạ. Vâng ạ, câu hỏi như sau ạ. Nhiều người nói là trong ngành y thì uy tín, dễ chia sẻ bán hàng và tuyển dụng. Ý kiến cá nhân của chị như thế nào về điều này ạ? Tôi xin kính mời chị. Cảm ơn người đã hỏi. Vâng, hỏi em câu hỏi này. Mẹ đã xâm dựng mà rồi. Vâng ạ, xin... Vâng, em nghĩ cái điều này nó không hoàn toàn là đúng ạ. Tại vì cả nhà biết được là ở trong cái nghĩa là công ty New May này có đến hàng nghìn nhà phân phối có mức thu nhập rất là cao, thu nhập trên 100 triệu, và những người mà có mức thu nhập 40-50 triệu cũng là rất là nhiều. Nhưng mà cái tỷ lệ mà những người mà làm ngành y ấy, trong đấy thì nó không được, không nhiều, không phải tất cả,
Đấy, nó chỉ chiếm mất phần nhỏ thôi. Còn những cái người thành công trong đây thì chỉ cần như rất là nhiều người, người ta là có mức cái, có nghĩa là cái xuất phát điểm người ta rất là thấp, người ta cũng thành công. Như là bán vé số này, người ta bán vé số này, hoặc là bán cá viên chiên, hoặc là những người khác, người ta nghĩa là có trình độ chỉ cần lớp 2, lớp 3 thôi, người ta cũng thành công. Và người ta cần thành công hơn bản thân em rất nhiều. Em làm gần 2 năm mà bây giờ mới đạt cấp bậc L2 sao vàng, nhưng mà nhiều người người ta xuất phát điểm rất là thấp đấy, không phải là từ ngành y đâu mà người ta làm 1 năm đã lên 3 sao vàng rồi. Thì như cả nhà chứng tỏ cái một điều là không phải là cứ làm ngành y thì mới chia sẻ mới làm được cái công việc này. Vâng. Như vậy là tất cả mọi người chúng ta đều có thể chia sẻ sản phẩm cho mọi người chứ không gì phải người trong ngành y đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Xin cả nhà mình xem là còn ai có câu hỏi gì cho giám đốc hay sao vàng Đỗ Hậu đúng không ạ? Vâng. Thế em lại nhận thêm được một câu hỏi nữa dành cho giám đốc hay sao vàng Đỗ Hậu ạ. Thế thì câu hỏi như sau ạ. Chị ơi, vừa làm ngành y bận rộn, vừa kết hợp kinh doanh cùng New MA, thì bí quyết nào giúp chị và đoàn đội luôn giữ doanh số và không ngừng tăng trưởng dù bên ngoài rất là nhiều công ty bị ảnh hưởng ạ, trong cái dịp nhất là trong cái lúc đại dịch Covid này ạ? Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Cảm ơn MC rất là nhiều. Thì em thực ra em cũng không có bí quyết gì đâu ạ. Em thì khi mà em thấy cái sản phẩm rất là tốt thì em chỉ mục đích của em là để muốn đi lan tỏa cái sản phẩm này càng cho nhiều người sử dụng thì càng tốt. Thì cứ hầu như là gặp ai hoặc là bất cứ thời gian rảnh nào là em cũng tập trung và chia sẻ cái sản phẩm này. Mà cái sản phẩm này thì càng dịch bệnh thì lại càng nhiều người sử dụng. Cho nên nó không bị ảnh hưởng gì đến, càng dịch bệnh thì doanh số trong hệ thống em càng tăng trưởng hoặc cũng như công ty càng tăng trưởng, chứ không bị ảnh hưởng gì cả. Và sản phẩm của chúng ta này nó có tiếng nói vì là sản phẩm tốt và nó tự lan tỏa, thì một người dùng người ta thấy là hiệu quả thì họ lại một người dùng thì họ lại giới thiệu thành 2 người và cho cả gia đình người ta dùng, hoặc người ta rồi cả gia đình người ta dùng thì người ta sẽ giới thiệu cho những người mà thân quen của người ta đấy, thì nó rất dễ chứ không như những cái sản phẩm khác. Tại vì cơ bản là cái sản phẩm của chúng ta nó chứa thành phần kháng thể. Chứa thành phần kháng thể thì cơ thể hầu như là bình thường, thì không phải dịch bệnh thì cơ thể ai cũng cần kháng thể rồi. Thì thị trường của cái sản phẩm này nó rất là rộng. Đi ra ngoài thì gần 100 triệu dân thì đều là khách hàng của chúng ta. Kể cả em đi ra chợ em mua rau em cũng chia sẻ được sản phẩm. Hoặc là em đi trên xe buýt em cũng chia sẻ được sản phẩm mà. Đi đâu cũng có thể bán được. Chứ vì thế mà cái doanh số nó rất là dễ tăng trưởng, nó không bị ảnh hưởng gì cả. Mà cộng với cái chính sách của công ty thì vô cùng linh hoạt. Công ty thì có chính sách là hỗ trợ cho tất cả các nhà phân phối đều như nhau. Kể cả mà về vấn đề mà dịch bệnh vừa rồi, ví dụ như là này, khi mà kinh doanh truyền thống hoặc kinh doanh với các công ty khác thì cái vấn đề giao hàng ấy, dịch bệnh thì nó gặp vấn đề. Nhưng mà đối với công ty chúng ta thì công ty hỗ trợ mọi cái. Dịch bệnh thì công ty hỗ trợ giao hàng miễn phí, và kể cả về cái vấn đề đào tạo qua Zoom. Vì thế mà chỉ cần có cái điện thoại thông minh là chúng ta có thể kinh doanh kết nối một người được, chứ không ảnh hưởng gì đến công việc cả. Và luôn có đội nhóm tuyến trên cũng như là tuyến dưới, tuyến ngang, tuyến bạn sẵn sàng và giúp đỡ hỗ trợ. Vì thế mà kể cả mà em đi chống dịch cái đợt Covid vừa rồi, doanh số của em cũng không hề bị ảnh hưởng gì cả. Thực sự là rất tuyệt vời. Từ khi em nắm bắt cơ hội kinh doanh cùng New Mây thì em thấy là mọi cái là càng ngày càng tuyệt vời ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi, cảm ơn nhà MC rất là nhiều. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là cái sản phẩm của chúng ta là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Khi mà một người ta sử dụng có kết quả rồi thì từ cái kết quả đó thì chúng ta sẽ lan tỏa ra cho được rất là nhiều người. Nhất là trong cái lúc dịch bệnh COVID như thế này thì ai chúng ta cũng cần đến cái kháng thể để nâng cao cái sức đề kháng và nâng cao cái hệ miễn dịch đúng không ạ? Thế cả nhà mình còn có câu hỏi nào dành cho giám đốc hay sao vàng Đỗ Hậu nữa không ạ? Vâng, nếu cả nhà mình không ai còn câu hỏi nữa thì em tin cả nhà mình cùng nhắn lên ô cửa sổ chat một tràng số 6 thật nhiều
Và thật nhiều trái tim để cảm ơn phần chia sẻ của giám đốc Hai Sao Vàng Đỗ Hậu ạ. Vâng, cả nhà mình nhắn giúp em một tràng số 6 ạ. Và thả rất là nhiều tim để cảm ơn lãnh đạo Đỗ Hậu ạ. Vâng, như vậy là phần chia sẻ của chị rất là tuyệt vời. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Chúc chị luôn luôn thành công trong công tác và trong lĩnh vực kinh doanh cùng với nệ New IMA. Chúc chị cùng đội nhóm của chị phát triển tốt và trao đi thật nhiều cái giá trị cho cộng đồng. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Thì, chương trình tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu với cả nhà một vị khách mời rất là đặc biệt ạ. Rất là đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Anh là người có tâm cho đi và có cái tầm nhìn rất là lớn. Mặc dù là đang quản lý một công ty dược phẩm với cái doanh số lên đến trên 100 tỷ trên một năm, nhưng anh đã quyết định nghỉ cái công việc cũ để làm toàn thời gian với lại New IMA. Vậy thì chúng ta thấy là cái cơ hội ở New IMA lớn như thế nào? Cái tiềm năng ra sao mà anh đã dành toàn thời gian để làm, để cùng kinh doanh cùng với New IMA? Sau đây cả nhà mình sẽ cùng được giao lưu với giám đốc Ba Sao Vàng, anh Bùi Bằng. Vâng, xin trân trọng kính mời giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Bằng ạ. Vâng, cả nhà mình nhắn giúp em lên cửa sổ chat một tràng số 8 để đón chào giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Bằng ạ. Vâng, xin kính mời giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Bằng nên chia sẻ giao lưu cùng với lại cả nhà mình ạ. Dạ vâng, em bằng xin chào cả nhà mình ạ. Lần đầu tiên cho em bằng xin gửi lời chào tôi chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị và anh chị và các bạn có mặt trong buổi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, một buổi tối thật nhiều niềm vui và chúng ta có một cái buổi giao lưu chia sẻ lĩnh hội được thật nhiều là những cái thông tin và kiến thức bổ ích. Đúng ạ. Dạ vâng. Cũng nhân dịp này thì các bạn cũng xin chúc cho tất cả các nhà đầu tư New IMA ở tháng 12, tháng cuối năm, tháng kết thúc của năm 2021. Chúc các bạn tổ chức đoàn đội của mình sẽ hoàn thành tốt nhất mục tiêu của đội đoàn đội cũng như là của cá nhân trong năm 2020 và hướng tới một năm của năm 2021. Sắp tới gần bùng nổ hơn nữa. Và bạn đầu tiên thì cũng xin được làm quen với cả nhà mình thì em cũng xin được giới thiệu bản thân mình một chút. Thì em bằng tên đầy đủ là Bùi Xuân Bằng. Em từ sinh ra và lớn lên ở Yên Nam Định. Thì hiện nay đang sinh sống và công tác tại. Thì vừa rồi chúng ta rất là cảm ơn giám đốc Hoàng đã chia sẻ tư nhắc về công việc trước đây của em Bằng. Thực ra thì trước đây của em Bằng thì em còn có một khoảng thời gian là 5 năm làm ở trong nhà nước, một doanh nghiệp nhà nước, đó là 5 năm làm cho Vietnam Airlines trên Nội Bài. Thì sau đó thì em Bằng quyết định là nghỉ, không làm Vietnam Airlines nữa và quyết định chuyển sang là kinh doanh về mảng dược. Thì đối với mảng dược thì em Bằng nó cũng là một cái cơ duyên thôi. Thực ra là em không nghĩ là mình sẽ lại có duyên đối với cái mảng về nói chung là chăm sóc sức khỏe như thế. Thì trước đây thì em nghĩ là em sẽ làm rất là thích kinh doanh, nhưng mà không nghĩ là mình sẽ kinh doanh về dược. Tại vì trong gia đình thì có bố em và ông nội thì đều là bác sĩ, nhưng mà mọi người bảo em nó không được cẩn thận cho lắm, nên là bảo là rất là khó theo được ngành đi. Nên là tốt nhất là tìm cái ngành nào khác để mà theo. Nên em bảo thế thôi, em cứ học cho cái ngành khác. Nhưng mà không hiểu tại sao cuối cùng lại gắn liền với cái công việc chăm sóc sức khỏe, và đầu tiên đó là công việc dược. Bữa nay em Bằng đã kinh doanh ở trong cái lĩnh vực dược này được gần năm. Và đi qua cũng chia sẻ với bạn là em Bằng đang làm quản lý của một doanh nghiệp phụ trách toàn bộ các cái khối bệnh viện trung tâm và công lập của mình, doanh số của công ty thứ nhất và ảnh hưởng vừa rồi cũng chính ngày tháng 12 này là cái tháng mà đầu năm em vừa đi ra quyết định thông báo đến công ty
Dũng thì phải xin nghỉ hoàn toàn đến mảng dược để tập trung về với công việc của Nhiêu Mây. Dạ vâng. Thì để nói tại sao mà mình lại đang có một cái công việc kinh doanh với cái doanh số nó cũng khá là ổn, thu nhập cũng gọi là tương đối cao, mà mình đã quyết định để kinh doanh cùng với Nhiêu Mây thì có thể nói ra rất nhiều điều. Bản thân em Bằng thì cũng chia sẻ với cả nhà mình, thực ra là em rất đam mê kinh doanh, nói thực sự một điều như thế. Và cái điều đầu tiên em đặt ra đó là mình kinh doanh cái gì mà mình mang lại nhiều nhất những cái giá trị cho xã hội, cho cộng đồng. Tất nhiên là kinh doanh thì mình có lợi nhuận, có thu nhập cho bản thân rồi, nhưng mà cái điều đầu tiên nó là gì? Đó là mình mang được cái giá trị cho cộng đồng trước đã. Và trước đây thì em cũng rất là gọi là tự hào, phải thừa nhận là như thế, thì mình bán những cái sản phẩm về thuốc để giúp cho mọi người điều trị bệnh, giúp cho mọi người có thể là bệnh và điều trị sức khỏe. Rất là tự tin là vì em có một cái thói quen, nó là cái đặc thù của em luôn, đó là em luôn luôn lựa chọn cái sản phẩm nào có hiệu quả. Mà trước đây thì chưa có một công cụ nào đánh giá rõ nét, thì em luôn luôn là lựa chọn những cái sản phẩm châu Âu, sản xuất tại châu Âu luôn. Thì mọi người đều biết là cái hàng nhập khẩu hàng châu Âu thì bao giờ cũng thế, giá thành tuy cao nhưng mà cái chất lượng hiệu quả trong cái việc điều trị rất là tốt. Thì các cái sản phẩm mà em tập trung em triển khai thì hầu như là nó đều có những cái giá trị tốt, và chính vì thế khi mà mình tập trung, mình có một cái định hướng, có một cái kế hoạch rõ nét để phát triển các cái dòng sản phẩm đấy, sau 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm thì nó đều có những cái chỗ đứng trên thị trường, có thể là từ lúc đầu mới chưa ai biết đến nó. Thì cái nền tảng là điểm nền tảng của chúng ta cần phải có một cái sản phẩm tốt đã, đúng không ạ? Giống như là Nhiêu Mây của chúng ta có những cái sản phẩm, chúng ta hay nói với nhau đó là gì? Sản phẩm có tiếng nói, đúng không ạ? Hay là gọi có tính tự bán thì như thế nào? Tại vì sản phẩm của chúng ta khi sử dụng mà nó có hiệu quả, và khi mọi người sử dụng vào thì mọi người cảm nhận được cái sự thay đổi trong bản thân của mình, thì đó là cái điều rất là rõ ràng, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà đối với những cái sản phẩm nó không có hiệu quả thì chúng ta có nói như thế nào, nói hay ra làm sao, thì chỉ lần thứ nhất hoặc lần thứ hai, rất là khó có lần thứ ba khách hàng sẽ tái tiêu dùng, đúng không ạ? Chưa kể là cái mức độ lan tỏa, đúng không ạ? Và đó là một trong những yếu tố để giúp em là kinh doanh cùng với Nhiêu Mây. Thế bên cạnh đó là mọi người đều thấy là ở trong Nhiêu Mây của chúng ta, với sản phẩm của chúng ta ngoài cái việc của sử dụng sản phẩm tốt, thì chúng ta lại có một cơ hội là việc sử dụng sản phẩm giảm giá, sử dụng sản phẩm miễn phí, hoặc làm thêm, hoặc là làm thêm nhiều, đúng không ạ? Cái điều này là cái điều rất đặc biệt, đúng không cả nhà? Ở trên thị trường thì gần như là rất là ít có ở đâu mà khách hàng vừa được mua sản phẩm chính hãng, xong rồi mua thì càng rẻ. Những người làm thêm thì cũng có thể là có một cái khoản thu nhập rất là tốt, đúng không ạ? Vừa rồi mọi người đã đều thấy là lãnh đạo giám đốc 268 đúng không? Vừa đang công tác ở bệnh viện Bạch Mai. Đối với chị là chỉ là làm thêm thôi, nhưng một tháng với mức thu nhập của một người làm thêm là 45 triệu một tháng. Đấy là còn chưa kể tiền thưởng quý, đúng không ạ? Thế mọi người thấy là cái mức thu nhập đấy nó là tốt hay là không tốt ạ? Rất tốt, đúng không cả nhà? Tại vì thực ra là mọi người đều thấy là trong cuộc sống hiện tại chúng ta bây giờ đang có quá nhiều người hiện nay là vẫn đang ở trong cái công việc, nó ở trong một cái vuông quay của cái việc làm công ăn lương với cái mức thu nhập gọi là ổn định, nó là khoảng tầm 8 triệu đến 10 triệu, cá cơ có thể lên 12 triệu hoặc 15 triệu một tháng, đúng không ạ? Và nó cứ đều đặn như thế. Và nếu mà chúng ta cứ nhìn vào đó và chúng ta cứ sống với nó 20 năm, 30 năm, 40 năm cuộc đời, thì liệu là từ cái lúc bắt đầu đi làm nó khoảng tầm 8 triệu đến khi mà chúng ta nghỉ hưu thì nó đạt được bao nhiêu, và cái đối với liệu nó đạt đến đủ các cái chi phí hàng ngày chúng ta được, ví dụ như là nhà cửa, xe cộ, báo hiếu bố mẹ, con cái học hành, hay là đi du lịch đó đây, chưa kể là những lúc mà chúng ta có biến cố, đúng không ạ? Thì đối với Nhiêu Mây của chúng ta có một cái giải pháp rất là tuyệt vời, mà
thực tế nhiều chúng ta đều thấy là có rất là nhiều người, những người tiêu dùng cũng là có điều kiện để mua giá rẻ hơn, có thể là chưa rẻ được nhiều, nó chỉ là 100, 200, 300, 500, nhưng mà điều đó cũng rất đáng quý đúng không ạ? Còn nếu mà khách hàng có thể lan tỏa tốt hơn thì họ có thể là được sử dụng miễn phí. Nhưng có một cái điều là em bằng gặp cũng khá nhiều khách hàng, đó là sao? Khách hàng sử dụng sản phẩm rất là tốt, nhưng mà làm sao? Nhưng mà do điều kiện của họ khó khăn quá, họ không thể mua được hàng tháng từng lon một. Nhưng mà họ lại cũng hoàn cảnh éo le là họ không đủ sức khỏe để đi đi lại lại cái thứ nhiều, nên là muốn chia sẻ được cái cơ hội để giúp họ lan tỏa sản phẩm, họ cũng không thể đi lại được, và cái mối quan hệ của họ cũng rất là khó. Thế mọi người đều có thể thấy là trong cuộc sống chúng ta còn có quá nhiều người khó khăn đúng không ạ? Và bây giờ làm thế nào để giúp được họ, giúp được họ lan tỏa và chia sẻ nhiều hơn nữa đúng không ạ? Thế trong công việc truyền thống của em Bằng như nào? Trong công việc truyền thống của em Bằng thì em Bằng có thể là lựa chọn được những cái sản phẩm tốt để giúp cho những khách hàng của mình sử dụng điều trị bệnh đúng không ạ? Nhưng mà đấy là đến khi họ bị bệnh rồi thì chúng ta mới lại có thể là giúp họ. Nhưng mà bị bệnh rồi thì đâu phải là ai cũng có thể giúp được đâu ạ. Tại vì mọi người đều thấy là bây giờ có quá nhiều bệnh nan y và những cái bệnh là mãn tính, khi mà đã bị bệnh rồi gần như là phải sống cả đời đúng không ạ? Phải sống chung với cả đời luôn, người ta gọi là bệnh nền đấy. Thì làm sao bây giờ chúng ta biết đến một cái sản phẩm, biết đến một cái giải pháp, tại sao chúng ta không chia sẻ cho họ để họ thay đổi được cái suy nghĩ là mình hãy sử dụng những cái sản phẩm để phòng bệnh hay vì chữa bệnh, và cái chi phí để phòng bệnh nó luôn là rẻ hơn rất nhiều so với chi phí để chữa bệnh đúng không ạ? Vâng. Thế còn cái công việc truyền thống của em bằng vẫn có thể bán được hàng, vẫn có được một cái doanh số tốt, có một cái thu nhập ổn định, nhưng nó chỉ giúp cho riêng bản thân em Bằng thôi, nó không giúp được nhiều cái giá trị cho cộng đồng bằng cái việc là lan tỏa như ở bên New Mail chúng ta đúng không ạ? Thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân để khiến em ra quyết định là dừng không tham gia cái công việc cũ là bên dược nữa. Mà cũng chia sẻ với cả nhà là đầu tháng 12 vừa rồi em quyết định em thông báo với công ty, thì lần đầu tiên thì anh tổng giám đốc cũng rất là bất ngờ. Nhưng sau đó một tuần em lên thì anh ấy lại hỏi em một lần nữa, và anh không hiểu tại sao tự nhiên em lại ra quyết định như thế, thì cái lý do chính của em là gì. Và tiếp theo đó là anh giám đốc kinh doanh của công ty ngay sau hôm đấy cũng gọi cho em, và ngày hôm qua anh ấy lại ngồi anh hỏi em là tại vì sao em ra quyết định. Vì cơ bản mọi người đều chưa hiểu được là tại sao, cái lý do gì mà em lại ra quyết định. Em đang thích cho mọi người vào đây, em hiện nay em đang có một cái công việc như thế này và em muốn tập trung với công việc này. Thì em đang muốn chia sẻ với cả nhà mình thực tế là đối với công việc ở bên New Mail của chúng ta thì vợ em Bằng đó là bạn Trần Duyên mới là người và em Bằng lúc đầu hỗ trợ đấy, mà sau đó thì từ đầu năm thì từng anh từng người thôi, và đến nay tập trung toàn bộ thời gian cùng với vợ và đoàn đội của mình. Ra là cái mong muốn của em ấy thì có một cái điều đó là khi mà chia sẻ đối với ai về sản phẩm thì hãy làm thế nào để chăm sóc những cái khách hàng đó, họ dùng, họ cải thiện, họ đạt được những cái mong muốn của họ. Còn đã chia sẻ với ai những cái cơ hội kinh doanh này thì hãy cố gắng theo sát họ, giúp đỡ họ, đồng hành cùng với họ để họ có thể phát triển được, họ có thể xây dựng được cái đội nhóm của mình, họ có thể bán được hàng, họ có được thu nhập và thay đổi cuộc sống của họ. Điều đó cũng gần như là như mọi người có thể thấy rất là quen, giống như là sứ mệnh của New Mail đúng không ạ? Đó là phục vụ người tiêu dùng có sức khỏe tốt và phục vụ nhà phân phối có đời sống tốt. Thực ra là cái quan điểm của em thì trong cái lúc kinh doanh từ đầu khi chưa vào New Mail thì em cũng đã mong muốn như thế rồi, nhưng mà vào New Mail thì em thấy nó lại có một cái sự trùng hợp như thế, nên là nó cũng khá là tuyệt vời. Và thế còn một cái điều nữa là gì ạ? Trong New Mail thì mọi người đều thấy là có cái cơ hội kinh doanh mà nó cũng không giới hạn đúng không ạ? Chẳng là sức của chúng ta có thể đi được bao lâu, đi được bao xa, dài bao nhiêu, và chúng ta có thể lan tỏa được bao nhiêu rồi đúng không ạ? Không quan
trọng là người vào trước, không quan trọng là người vào sau. Miễn chúng ta có sự nỗ lực, chúng ta có sự cố gắng và có sự khát khao thì chúng ta đều có thể thành công cùng nhiều mây, đúng không ạ? Và như vừa rồi thì anh Nam Hội cũng có chia sẻ ở bên trường ở bên ngành y của lãnh đạo Hội cũng không phải là ngành y là dễ chia sẻ, đúng không ạ? Và chúng ta đều thấy là trong nhiều mây thì chúng ta có rất là nhiều người từ rất là nhiều ngành nghề khác nhau, những xuất phát điểm khác nhau, nhưng mà đều có thể lên 5 sao và lên 5 sao vàng, đúng không ạ? Thế thì chúng ta, em bằng thì là một người có một cái về kinh doanh và điều kiện mà có rất là nhiều các cô chú bạn, các bạn nhất là các bạn trẻ trong ngành du lịch chúng ta ngày hôm nay. Thì tại sao có một cơ hội tuyệt vời thế này chúng ta không bắt tay vào, đúng không ạ? Tại vì kinh doanh với nhiều mây thì lúc này chúng ta đều thấy chúng ta đâu có phải lo nhiều các cái vấn đề phải bỏ ra đâu, vốn không mặt bằng không, đúng không ạ? Mối quan hệ với chúng đều không cần quá nhiều và cái rủi ro nữa gần như là bằng không, đúng không ạ? Thế mọi thứ nó có rất là nhiều cái lợi thế chúng ta. Còn về phía công ty thì công ty lo chúng ta từ pháp lý, từ hàng hóa, mọi thứ, từ vận chuyển cho khách hàng, từ đào tạo như thế nào. Và việc của chúng ta chỉ là học tập và bắt tay và hành động, bắt tay và chia sẻ và lan tỏa, đúng không ạ? Có rất là nhiều cái lợi thế cho chúng ta như thế rồi, đúng không ạ? Và có một cái điều đặc biệt nữa đối với bên em mạng chia sẻ và giao dịch với bạn trong cái việc kinh doanh có thể tìm một số điểm vì sản phẩm thì ta có thể nói là sản phẩm là trái tim của một doanh nghiệp, hoặc là như bọn em đôi khi nói nôm na với nhau đó là một cái công cụ, sản phẩm là một cái công cụ của kinh doanh, đúng không ạ? Ngày hôm nay em mang là kinh doanh, cái công cụ là gì? Các cái sản phẩm dưới miễn dịch, trước đây em mang kinh doanh là gì? Trước đây em mang kinh doanh là thuốc chứ bạn. Còn ở ngoài cuộc sống thì chúng ta thấy nhiều người, đúng không ạ? Người thì kinh doanh về thực phẩm, người thì kinh doanh về các kinh doanh máy móc, đúng không ạ? Đó đều được coi là cái công cụ của chúng ta kinh doanh. Nhưng mà nhìn chúng ta sẽ nhìn vào cái điểm, chúng ta sẽ nhìn vào doanh nghiệp, cái doanh nghiệp của chúng ta cộng tác cùng, đồng hành cùng. Trước đây em bằng thế, khi mà quyết định tham gia kinh doanh với một công ty dược nào, khi mà về đấy thì vẫn là đi làm thuê thôi, làm với một công ty nào thì cái điều đầu tiên là gì, em quan tâm cái gì, cái doanh nghiệp đấy, cái doanh số bình quân của họ là bao nhiêu, thành lập bao nhiêu năm, cái mức độ tăng trưởng là như thế nào, và em qua để xem cái việc vận hành của người ta ra làm sao, cái mức độ chuyên nghiệp như thế nào. Khi chúng ta kinh doanh cộng tác cùng với những doanh nghiệp như thế thì mức độ an toàn của chúng ta và cơ hội phát triển của chúng ta là cao hơn, đúng không ạ? Còn New May chúng ta thấy nào, New May thì một doanh nghiệp thành lập từ năm 1984 tại New Zealand đã có gần 40 năm trên thị trường thế giới rồi, đúng không ạ? Và ở Việt Nam thì từ năm 2013 đến nay đã có 8 năm ở tại thị trường Việt Nam. Và như mọi người vừa thấy, cái mức tăng trưởng, đúng không ạ? Tăng trưởng rất là đều. Từ năm 2013 thì mới có khoảng 9 tỷ, đúng không ạ? Tăng dần lên. Và cái tốc độ bình quân nó rơi vào khoảng 40%. Như năm 2019 là 2.200 tỷ. 2020 nó là 3.013 tỷ. Và cái kế hoạch của năm 2021 là bao nhiêu ạ? 5.000 tỷ, đúng không ạ? 5.000 tỷ, và vừa rồi sau 11 tháng chúng ta đã đạt được khoảng 4.200 tỷ. Thì có nghĩa là năm nay khả năng chúng ta sẽ đạt được khoảng 4.500 đến 4.600 tỷ. Đúng không ạ? Mức tăng trưởng nó rất là ấn tượng, đúng không cả nhà? Trong cái thời điểm mà dịch Covid thành ra là có rất nhiều công ty, rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng phá sản. Và mấy tháng trước đây đó, mỗi một ngày cứ sáng mở ra là đã có khoảng bình quân là 300 doanh nghiệp do nhà nước đóng cửa. Mọi người thấy con số đấy nó có kinh khủng, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều người không có công an việc làm, đúng không ạ? Và hiện nay cái việc ảnh hưởng nó vẫn đang bị ảnh hưởng rất là nhiều mà. Nhưng quay lại cái kia thì đấy, chúng ta có một cái doanh nghiệp như thế, chúng ta có một cái doanh nghiệp thì có một cái nền tảng như thế. Và hiện nay thì đối với tập đoàn New May thế giới cũng đang đứng trong top 32 công ty bán hàng trực tiếp lớn nhất trên thế giới, đúng không ạ? Đó là một cái con số rất là ấn tượng. Và kinh doanh là gì? Kinh doanh thì chúng ta sẽ có những cái giai đoạn, đó là gì? Chúng ta gọi là cái giai đoạn định vị thương hiệu, đúng không cả nhà? Định vị thương hiệu thì đối với New May của chúng ta đã có 8 năm bình quân cái mức độ để
một cái doanh nghiệp người ta định vị thương hiệu thành công khoảng tầm 5 năm thì chúng ta đang ở năm thứ 8, và từ năm thứ 6 đến năm thứ 15 thì như bọn em hay nói với nhau đó là cái giai đoạn để phát triển và bùng nổ. Thì đây chúng ta đang ở năm thứ 8, đó là cái giai đoạn mà chúng ta đang phát triển, tăng trưởng và bùng nổ rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Và sau khi mà bùng nổ đấy thì sẽ đến một cái giai đoạn gọi là một cái ngưỡng, nó có thể nó sẽ ngang ngang, nhưng mà đây là cái giai đoạn rất là tuyệt vời, chúng ta có thể gọi với nhau đó là một cái giai đoạn vàng để chúng ta có thể quyết định tham gia kinh doanh cùng với công việc này. Tất nhiên đấy, như anh Hậu Hậu này cũng nói, đây có thể là công việc không phải là tốt nhất, công việc tốt để giúp chúng ta có thể phát triển và có thể thực hiện nhiều những ước mơ của mình. Và đó là một vài cái yếu tố mà em Bằng cũng muốn giao lưu chia sẻ với cả nhà, thì nó cũng là những cái mà thực tế mà khiến em ra cái quyết định để mình dừng cái công việc kinh doanh ở trong truyền thống, quyết định dành hoàn toàn thời gian để kinh doanh cùng với Niu Mây. Và có một cái điều rất là tuyệt vời đó là gì ạ? Cả anh Hưng, tổng giám đốc công ty dược của em, và anh Quý, anh ấy là giám đốc kinh doanh của Quý, thì hai anh ấy đều ngồi riêng với em để hỏi thì tại sao cái đấy có cái gì đặc biệt, sản phẩm mới có cái gì đặc biệt, và cái mô hình đấy có cái gì đặc biệt. Thì sau khi em phân tích về sản phẩm thì các anh ấy ở đúng, nó độc đáo thật, nó rất là hay, và cái cách vận hành như nào thì các anh cũng thừa nhận một cái điều là đúng, một kinh doanh truyền thống rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay nhìn thấy hệ thống như thế này cũng biết được đó là một cái thực sự rất là thông minh. Và sau đó thì hai anh ấy đều quyết định là làm một cái thẻ kinh doanh, thực ra là thẻ, nhưng mà đối với các anh ấy thì đầu tiên đó là để dùng cho người nhà, và làm một cái thẻ để dùng cho người nhà và sẽ chia sẻ cho anh em bạn bè. Thực ra là đối với những người như thế thì theo quan điểm của em Bằng, để một người ta đang làm quản lý gọi là đứng đầu một cái doanh nghiệp lớn như thế mà để người ta chuyển dịch để kinh doanh, đó là cái điều nó cần có thời gian, hoặc là chỉ khi người ta đang cần một cái sự thay đổi gì đó. Còn trước mắt thì họ sẽ là những người tiêu dùng, và họ có thể lan tỏa sản phẩm rất là tốt. Đó là điều rất là tuyệt vời, mình chia sẻ, mình giúp được nhiều người thì đó là điều rất là vui, đúng không ạ? Vâng, thì em có đôi điều muốn giao lưu với cả nhà mình một chút như thế ạ. Vâng, cảm ơn giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Xuân Bằng. Cả nhà mình vừa được nghe phần chia sẻ của giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Xuân Bằng, cả nhà mình thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu cả nhà mình thấy hay tuyệt vời thì cả nhà mình nhắn giúp em Hoa một tràng số 8 và thật nhiều trái tim để cảm ơn giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Xuân Bằng ạ. Một người lãnh đạo, một vị thủ lĩnh rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vâng, vậy thì cả nhà mình có ai có câu hỏi giao lưu trực tiếp với giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Xuân Bằng không ạ? Vâng, xin mời cả nhà mình mở mic ra để giao lưu cùng với giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Xuân Bằng. Cả nhà mình mở mic ạ. Ai có câu hỏi gì giao lưu thì chúng ta cứ mở mic để giao lưu ạ. Vâng. Thì ở đây em Hoa có nhận được một câu hỏi dành cho giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Xuân Bằng. Thế câu hỏi như sau ạ. Là một người đã từng làm kinh doanh, khi tham gia cùng với lại công ty New MA thì anh có gặp khó khăn gì không ạ? Vâng, xin gửi câu hỏi đến giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Bằng ạ. Và cái vấn đề này mọi người đều thấy là trong cuộc sống thì chúng ta có kinh doanh còn có kinh doanh nào, nhưng khi chúng ta bắt tay kinh doanh, ví dụ như em Bằng vậy, em Bằng kinh doanh trong lĩnh vực dược có thể nhiều năm, nhưng cái lúc đầu đang triển khai một cái dòng sản phẩm A chẳng hạn, có thể là sản phẩm điều trị về tiêu hóa, nhưng sau một khoảng thời gian lại bắt đầu triển khai một cái dòng sản phẩm B, đó là về điều trị về cơ xương khớp hoặc là tim mạch chẳng hạn, thì đó là hai cái vấn đề nó lại khá là khác nhau, đúng không ạ? Tại sao lại nói là khác nhau? Khác nhau thứ nhất đó là về
cái đối tượng khách hàng khác nhau, đúng cả nhà. Đối tượng khách hàng họ khác nhau, một người là bị tiêu hóa là về dạ dày đại tràng các thứ, còn một người ví dụ như là về xương khớp thì họ là cơ xương khớp, hoặc là về tim mạch thì nó liên quan đến tim mạch huyết áp, đúng không ạ? Là đối tượng của chúng ta, phân khúc khách hàng của chúng ta khác nhau thì chúng ta lại phải đi tìm hiểu cái phân khúc khách hàng đó, đúng không ạ? Tiếp theo đó là gì, lại để làm được những cái đối tượng có thể là triển khai được trên phân khúc đó thì chúng ta marketing thì chúng ta lại phải đi tìm hiểu nhu cầu của họ như nào và thị trường có những cái dòng sản phẩm gì tương tự, những cái sản phẩm nào giống của chúng ta hoặc là khác của chúng ta đang tập trung ở phân khúc đấy, đúng cả nhá. Thế nó có một cái quá trình khá là dài, nên là dù ngay trong cùng một lĩnh vực thôi thì khi triển khai một cái sản phẩm nào mới hầu như là cũng cần phải có một cái khoảng thời gian để đánh giá rất là rõ ràng, thì nó không phải là cứ đang làm cái lĩnh vực đấy mà mình mang một cái sản phẩm khác đặt vào chúng ta lại có thể triển khai được luôn. Cũng giống như kinh doanh thế thôi ạ, đang kinh doanh truyền thống của em bằng chuyển sang kinh doanh truyền thống, kinh doanh chúng ta gọi là kinh doanh MOM, kinh doanh bán hàng trực tiếp, thì nó lại là một cái lĩnh vực rất là khác, đúng không ạ? Và đối với em bằng như thế nào, tất nhiên mình có một vài cái ra là gọi có thể là coi là lợi thế. Lợi thế là gì? Thế là vì khi mình kinh doanh thì mình tiếp xúc với các con số nó quen rồi, nên mình có thể nhìn nhận đánh giá được cái thị trường các thứ, mình đánh giá được, hoặc là khi mình phân tích gọi là tiềm năng của thị trường và cái tầm nhìn các thứ thì mình có thể nhìn được những cái yếu tố đó để chỉ được cho mọi người thấy. Hoặc là đặc biệt nhất thì em thích cái gì ạ? Thích đó là về cái cơ chế chính sách giả thưởng, nhưng mấy trong những đấy là toàn các con số và nhìn thấy là toàn là hoa hồng và thu nhập, đúng không ạ? Vâng, mình có một vài cái mình gọi là nó là lợi thế một chút thôi, nhưng mà khi chuyển sang ấy thì em luôn như này, khi mà bắt tay với một cái công việc gì mới thì em luôn suy nghĩ một cái là hãy để mình nó làm cái con số không, nó như một cái tờ giấy trắng ấy, thì mình sẽ tiếp thu cái kiến thức rất là nhanh. Còn nếu mà chúng ta cứ để như là một cái tờ giấy mà chúng ta đã vẽ một chút vào trong đấy rồi thì nó chỉnh sửa rất là khó. Nhưng chúng ta cứ coi chúng ta như một cái tờ giấy trắng, giống em bằng thế thôi. Em bằng khi chuyển sang kinh doanh cùng với nhiều mây, em bằng vẫn ngồi học từ công ty vỏ lon năm thành phần. Mà mọi người biết em bằng học được điều gì? Cái đợt đầu năm thì vợ con về quê, tại vì đợt đấy là tránh dịch, có một mình em ở trên Hà Nội thôi. Em mở video ở trên YouTube ra, em ngồi em nghe, xong rồi em lại chép ra giấy, em chép tờ thứ nhất, em chép tờ thứ hai, em chép tờ thứ ba. Xong rồi tiếp theo đó là em lại tự quay cái điện thoại ở trước mặt em, xem lúc sau em xem lại xem nó vấp vào chỗ nào. Tất nhiên là đấy nó chỉ là lúc học ban đầu thôi. Còn lần đầu tiên em vẫn nhớ là khi em về đội nhóm ở Ninh Bình, em đứng lên em vừa nói em vừa run mà. Mà bây giờ nhắc lại mọi người vẫn nhớ, và ngày xưa chả hiểu tại sao ngày trước ông nói như thế, vừa nói vừa run, xong là chả biết cái gì. Bây giờ ông lại nói được. Tại vì thực ra mọi thứ nó đều là cần quá trình. Cái gì cũng thế, chúng ta phải có một cái bài học đầu tiên, đúng không ạ? Đầu tiên thì học là gì? ABC, học 1+1 là mấy, 2+1 là mấy, thì dần dần chúng ta biết đến nhân, xong là cấp số mũ, đúng không ạ? Thì trong công việc như thế đó, cái quan điểm của em bằng là gì? Làm cái gì, kinh doanh cái gì thì chúng ta cũng nên cần phải có kiến thức sâu bao nhiêu thì đó là do chúng ta tự lựa chọn, nhưng mà ít nhất chúng ta phải có một cái kiến thức, cái nền tảng cơ bản. Chứ chả có cái công việc nào mà chúng ta bảo là ôi em không muốn học đâu, em chỉ muốn bán hàng thôi kiếm được tiền. Thế bây giờ như thế thì bây giờ giống như là sản phẩm của chúng ta chẳng hạn, một cái sản phẩm trị giá là 1.320.000, bây giờ không thể mang một lon alpha lipid light đi bảo là cái sản phẩm này nó tốt lắm, nó uống nó khỏe, cô chú anh chị mua đi, đúng không ạ? Thì người ta sẽ hỏi là câu hỏi với mình là gì, nó có cái gì mà tốt, cháu cũng chả biết nữa. Cháu người ta bảo tốt thế thì cháu giới thiệu cho cô chú thì cô cháu thì theo cả nhà thì người ta có mua không ạ? Thì gần như 99% là bị từ chối, đúng không ạ? Còn 1% còn lại chính là chỗ thân quen không biết lắm, tôi người ta nể người ta mua cho một lon và về đó thì các bạn trả được, đúng không ạ? Mà cái mục tiêu của chúng ta là chăm sóc người tiêu dùng để đạt được kết quả, đạt được hiệu quả. Người ta mua về mà người ta không dùng, người ta vất lay vất lắt đấy, vất vài tháng khi hoặc là mở ra rồi không dùng đến nơi đến chốn, để vài tháng nó hỏng đi thì mọi người thấy nó có quá lãng phí, không ạ? Rất nhiều người không có sản phẩm sử dụng mà rõ ràng là nhiều chúng ta thấy sản phẩm rất tốt mà, đúng không ạ? Thế nên là em cũng
có một quan điểm trong tất cả mọi công việc thì em luôn luôn đặt mình, nói chung là khi mà chuyển một cái môi trường thì mình có đặt mình, đó là con số 0. Con số 0 thì ví dụ trong như mây tuyến trên chia sẻ hướng dẫn mình như nào thì mình nghe và mình làm theo như thế. Thì trong các công việc của chúng ta thì tuyến trên có một cái điều rất là hay, rất là tuyệt vời, đó là tuyến trên luôn luôn là người mong muốn người tuyến dưới của mình thành công nhất, thậm chí phát triển càng nhanh thì càng vui, đúng không ạ? Và trong truyền thống thì rõ ràng là không có cái điều đó. Nhà bằng thế thôi, em bằng là công ty, các công ty trước như thế, nó là một cái sự cạnh tranh giữa người bên dưới và người bên trên. Tại cái vị trí đấy, quản lý ở một khu vực đấy thì chỉ có một thôi. Cái giám đốc của một công ty chỉ có một thôi, chỉ có người được. Chỉ có một ông lên thì một ông sẽ phải ra đi, đúng không ạ? Trong công việc của chúng ta thì nó khác. Ai có sức, ai có sự nỗ lực, ai có sự khát khao, chúng ta làm nhanh, chúng ta phát triển nhanh, đúng không ạ? Và trong công việc này cũng thế thôi. Thì em thì em cứ quay mình nó là một con số 0, mình vẫn ngồi mình học tập dần dần, học tập kết hợp với thực hành, học nhiều, nghe nhiều, nói nhiều, thực hành nhiều thì nó thành cái kỹ năng của bản thân, đúng không ạ? Và kỹ năng đấy đi ứng dụng hàng ngày và chia sẻ cho mọi người thì đó là một cái sự lan tỏa, đó là một cái điều tuyệt vời, đúng không ạ? Thế là công việc nào cũng thế thôi ạ. Cái gì cũng thế, nó sẽ có một cái khoảng thời gian nó ban đầu là chúng ta đi học tập, gọi là đi học việc đấy. Học việc nhưng mà cái khoảng thời gian đấy nó cũng khá là khó khăn, đúng không ạ? Nhưng mà khó khăn, công việc nào cũng khó khăn thôi. Khó khăn lửa thử vàng, gian nan thử sức, đúng không ạ? Phải có khó khăn thì chúng ta đạt được cái thành quả, chúng ta mới biết chân quý nó, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà mọi thứ mà đều được trải hoa hồng thì em nghĩ là tôi sẽ đạt đến đích nó cũng dửng dưng như không. Nhưng mà đây thì khi mà vượt qua được khó khăn rồi thì chúng ta đạt được cái điều gì đó, có thể nó nhỏ thôi. Ví dụ trong email của chúng ta chẳng hạn, khi chúng ta lên một cấp trưởng phòng, mọi người em thấy có rất là nhiều người lên trưởng phòng thì tôi là thấy rất là vui rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã trải qua một cái khoảng thử thách ban đầu để đưa mình vào được việc, đúng không ạ? Sau đó là giám đốc và các cấp giám đốc sản có những cái mức mà nó nhỏ, nó đạt được điều đó là vô cùng vui, đó là kết quả thời gian và nỗ lực cái mình để đạt được điều đó. Thì cái câu hỏi này thực ra là em nói cái điều trước mà em cũng đồng ý với các bạn, đó là công việc gì thế đó, việc làm cái gì thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn, không có cái gì mà mình cứ nghĩ là mình đã kinh doanh rồi mình biết hết, mình cứ đang bảo không cần học đâu có thể làm được điều đó rất là khó. Nói thẳng thắn một điều rất là khó, vì trong kinh doanh truyền thống thì em có một cái là em hay nói thẳng vấn đề luôn. Thẳng vấn đề thì mình nói thẳng thắn với nhau để hiểu được là cái vấn đề nó đang nằm ở đâu, để cùng nhau tìm hướng giải quyết, chứ không phải vòng vo nhiều. Trong new mây của chúng ta thì tất nhiên là cái điều đó là chúng ta sống trên cái phương diện nhiều yếu tố khác nhau. Thì ai có mong muốn, ai có khát khao, ai có mong muốn học hỏi thì mọi người sẽ hỏi, chỉ cùng nhau chia sẻ, chúng ta thảo luận, đúng không ạ? Vâng, thì em cũng có đôi lời và đi chuyển với bài nạp hình thế ạ. Em xin gửi lại biết ạ. Vâng, cảm ơn câu trả lời của Giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Bằng. Giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Bằng ơi, có một câu hỏi của một nhà phân phối nữa. Vâng, muốn hỏi Thủ Linh ạ. Hỏi câu hỏi như sau ạ. Hiện nay thì có rất nhiều nhà phân phối khi đi chia sẻ thì bị từ chối ạ, bị từ chối rất là nhiều, nên là dẫn đến là các nhà phân phối cảm thấy nản trên cái con đường kinh doanh cùng New Amay. Thế thì xin Thủ Lĩnh Bùi Bằng cho một số cái lời khuyên để các nhà phân phối có thêm cái niềm tin và có thêm cái động lực để đồng hành cùng với lại New Amay. Vâng, xin mời Thủ Lĩnh ạ. Rất là rõ ràng, không chỉ là các nhà phân phối, tôi có rất nhiều lãnh đạo, người ta chắc chắn cũng có rất nhiều lãnh đạo. Bây giờ đi chia sẻ chúng ta vẫn gặp từ chối mà, đúng không ạ? Điều đấy là cái điều rất là rõ ràng, điều thực sự luôn đấy. Nó không phải là chỉ trong email của chúng ta mà trong các cái công việc khác, mọi người đều thấy là có công việc nào mà bán hàng cứ đưa ra một cái là người ta vui luôn ạ. Ngày xưa em chia sẻ với cả đồng một chút là trong cái công việc dược ấy, là em thấy lúc em chưa vào làm đâu, em thấy có một điều như này, đó là bệnh nhân khi mà được kê đơn hoặc là ra nhà thuốc mua
chị không bao giờ thấy một ai mặc cả là ui cái thuốc này đắt quá tôi không mua đâu, đúng không cả nhà? Đúng ạ, điều này rất đúng ạ. Em bảo ui ui cái công việc này hay thật, cái mảng này như thế là ai ra người ta cũng mua mà người ta chả bao giờ mặc cả gì. Trong khi đi ra ngoài chợ cái mớ rau có 5.000 người ta cũng phải mặc cả xuống 2.000 hoặc 3.000 thôi, và cái gì đến 2.000 người ta cũng mặc cả xuống tới 1.000 thôi, đúng không cả nhà? Đó là cái điều rất là rõ ràng. Thế thì cái nguyên nhân thì nó có nhiều yếu tố đúng không ạ? Là cái gì? Là cái việc đầu tiên đó là cái trong cái quan điểm của khách hàng, người ta luôn luôn có xu hướng như thế, mặc dù người ta thích lắm rồi nhưng người ta vẫn phải từ chối một chút với mong muốn là gì ạ? Với mong muốn là từ chối như thế để xem ông có giảm giá hay không, hoặc thứ hai là ông hay là ông có cái chính sách quà cáp gì hay không, đúng không ạ? Thì quan điểm của khách hàng mà, khách hàng luôn luôn bao giờ cũng thế, khách hàng là người họ luôn luôn thích được nhiều hơn là mất, đúng không ạ? Thế trong mưa mây của chúng ta thì cũng thiếu được ạ. Thế nên có việc mà gặp càng nhiều từ chối và càng có nhiều cơ hội gặp khách hàng của mình, đúng không ạ? Và trong kinh doanh thì có một tỷ lệ gọi là tỷ lệ thành công, sẽ lượng người người ta có thể có được một hai người đồng ý, và nếu 100 người chúng ta có cơ hội là có được khoảng 20 người, đúng không ạ? Đúng là cái điều như vậy rõ ràng. Cái một cái công thức ở trong kinh doanh thực ra là ngay cả bên các cái bên truyền thống nghe bằng làm nó cũng thế thôi. Những cái bên dược của em bằng thì nó có cái sự khác biệt gì mọi người biết không ạ? Em thấy một điều là không những bệnh nhân nào người ta ai cũng đọc luôn ai chưa đấy, nhưng mà trong trạng thái của người ta có rất nhiều công ty dược người ta cùng công bố cái sản phẩm giống giống như thế, thế là làm cái cạnh tranh trên mọi thị trường, làm sao để chúng ta có thể giữ được phân khúc cao hơn, chúng ta lại giúp hàng vào như nào. Bác sĩ làm sao để tiếp tục với bác sĩ để người kê đơn cái sản phẩm đấy, đúng không ạ? Khi gặp ta vẫn lại có sẽ có sự từ chối, đúng không ạ nhá? Còn trong như tôi thì như mình như vậy cho em có được giải pháp ở đâu cũng thế, trong bất kỳ công việc luôn luôn có cái sự từ chối, mà cái từ chối khách hàng đâu phải là họ từ chối là họ không mua đâu. Thực tế thì có nhiều kiểu có thể là đến cái chưa hiểu được cái giá trị của sản phẩm. Cái lúc đấy là người ta chưa hiểu được cái giá trị của sản phẩm, là họ từ chối hoặc cái thời điểm đấy chưa phù hợp với người ta, họ từ chối, đúng không? Sản phẩm ở lúc người ta trẻ, nó là người ta đang 20-25 tuổi, đang khỏe, sức trẻ của đấy từ châu bảo là bây giờ cái này thì nó khỏe thêm, nó có thể là phòng cái thứ này kia thì họ đâu đã có hiểu, đúng không ạ? Nhưng mà khi cái cơ thể của họ lại gặp một cái vấn đề, số những vấn đề gì đấy mà nó gây suy giảm sức khỏe đi, họ lại bắt đầu họ quan tâm, đúng không cả nhà? Nó có nhiều yếu tố, hoặc là người ta từ chối thì tất cả tự biết có nhiều lý do, nhưng mà từ chối không có nghĩa là chúng ta được thực hiện mặt trong công việc của chúng ta đấy. Có một cái yếu tố nữa nó rất là quan trọng, đó là gì? Đó là cái kiến thức và cái kỹ năng của chúng ta. Thế nên lúc nãy tại sao em nói là chúng ta cần phải có cái nền tảng cơ bản, kiến thức cơ bản, ví dụ để bán được sản phẩm ta cần phải hiểu đấy, năm thành phần của sản phẩm, năm cao ba có được không, hiểu về chuyển hóa, hiểu về tư vấn và chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng đang gặp vấn đề về xương khớp của chúng ta nhấn mạnh vào yếu tố canxi, khách hàng còn đang gặp vấn đề về suy giảm hệ miễn dịch của chúng ta nhấn mạnh vào yếu tố là tăng cường kháng thể, đúng không ạ? Khách hàng nào đang gặp vấn đề về đường tiêu hóa chúng ta nhấn mạnh vào yếu tố lợi khuẩn, và có những khách hàng họ coi được siêu dịch bệnh chúng ta phân tích từ ngày còn ra có tăng cường như thế này hay là những cái vấn đề như này, đúng không ạ? Có nhiều người người ta lại hỏi chúng ta vào chúng ta tôi đang gặp vấn đề ví dụ như là tiểu đường hay là có gì cái thứ hoặc là hút những cái dùng hay không, thì chúng ta biết được ba cái thành phần thấp của vấn đề chuẩn hóa. Và có những người như nào có một cái thành phần nó rất là hay đó, cái đường lactose, đúng không ạ? Nó gây ra cái vấn đề là không hấp thụ được đối với nhiều người gặp vấn đề về đường tiêu hóa,
họ rất sợ, những cái sữa họ sợ được. Thì cứ nói đến cái sản phẩm này là sữa thì họ sợ. Ngoài mặt ý nghĩa là chúng ta phải hiểu được cái việc của họ, và chăm sóc họ, chăm sóc hướng dẫn họ, và hiểu về các cái chuyển hóa chúng ta có thể phân tích được, chia sẻ được cho họ. Đừng để là khi mà họ gặp vấn đề chuyển hóa, họ gọi vào, ôi giời ơi cháu ơi, tại sao con tiến vào bây giờ con ngoài đến là bao nhiêu lần nữa cũng giật mình mà ôi thì chết rồi, thì cô thì mình muốn nhất, thì mình muốn để cháu về có kiểm tra như thế này như thế kia, thì là thôi đúng không ạ, hết cơ hội quay lại, hết cơ hội tái thể gì cho khách hàng và cũng hết cơ hội lan tỏa từ đó đúng không ạ. Thế điều đầu tiên là điều đầu tiên là chúng ta cần phải có kiến thức về sản phẩm. Kinh doanh bất kỳ cái lĩnh vực hay ngành nghề nào chúng ta cũng cần phải hiểu có kiến thức về cái lĩnh vực đó. Chúng ta không thể tay không bắt giặc được. Em hay chia sẻ với mọi người đó là gì? Để chặt một cái cây hãy dành nhiều thời gian để mài cái dao hoặc cái gì để cho nó thật sắc. Để khi chặt cái cây đó làm sao chặt một lần nó đứt luôn. Đừng để chặt đi chặt lại mà nó vẫn không đứt. Thì cái nguy cơ mẻ dao hoặc cái gì cũng rất là cao. Quá. Thì đây đặt vào cái việc mà chúng ta đi chia sẻ cho khách hàng như thế. Còn cái việc mà khách hàng từ chối đó là cái điều không bao giờ tránh khỏi. Còn bất kỳ ngành nghề nào. Nếu mà đối với em mà thì em luôn luôn đặt cái này em mang một cái tâm thái đó là đủ chia sẻ với mọi người. Em đi đâu em cũng chia sẻ, đi đâu cũng chia sẻ, thì giao lưu giao bóng em cũng chia sẻ, không đến mức là đi đâu cũng là cứ nói từ đầu đến cuối là về cái sản phẩm này. Biết nếu sau lần vẫn như nói như thế này là thế thì nó xảy ra chứ và tôi là ngay chia sẻ A này là ở hôm nay phải bán được cho người ta một lọ. Nếu mà chúng ta đặt nặng tâm lý như thế thì là chọn nay mà ta chưa mua quá ta chưa mua có thể ta xem đã kiểm tra tâm lý của chúng ta rất là nhiều đúng không ạ? Phải bán qua ở nhà ông A, bán cho qua nhà B, bán cho B. Chúng ta bị tụt đúng không ạ? Nên tại sao em đi chia sẻ bán hàng hay chia sẻ tuyển dụng em đều không đặt quá nặng không thể tuyển được. Vì sao thế ạ? Ở ngoài xung quanh chúng ta có đến triệu khách hàng, triệu người khác đang đợi chúng ta. Trong nhóm của chúng ta có còn nhiều người đang mong chờ. Recording stopped. Có một người đồng hành của chúng ta, chưa có những người thứ hai thì chúng ta cũng đồng hành cùng một người. Có một khách hàng tiêu dùng, chưa có khách hàng thứ hai chúng ta cũng chia sẻ và chăm sóc khách hàng nhất. Chúng ta có một người đồng hành nào mà. Về cái vấn đề về chia sẻ bán hàng và từ chối, em cũng có đôi lời giao lưu với cả nhà mình như thế. Trong cuộc sống thì sẽ không có một việc gì là không gặp vấn đề từ chối đâu. Chắc chắn là nhiều như thế, và khi chúng ta bán hàng, chúng ta chia sẻ những sản phẩm và giá trị, và càng có thể gặp phải nhiều những lời từ chối. Nhưng mà chính cái việc mà chúng ta xử lý được cái từ chối đó, nó sẽ chứng minh được cái giá trị của bản thân. Đúng không ạ? Còn nếu mà không, chúng ta, mọi người thấy tôi mới giao mua hàng ở chợ có từ chối đúng không ạ, 5.000 mà người ta còn mặc cả số 3.000 đúng không ạ, đó là hàng từ chối rồi, người người có mặc cả đúng không ạ, đó là cái điều rõ ràng mà. Thế nên quan điểm của em cũng có một cái sự việc đó, chúng ta có rất nhiều khách hàng, chúng ta có rất nhiều người đã được biết, nhưng là đừng đặt nặng là cái việc ngày hôm nay chúng ta bắt buộc phải bán được, bắt buộc phải chuyển được. Tại vì người ta nói là có ba yếu tố là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta những cái thời điểm người ta chưa cần, chúng ta có ép người ta, người ta chả mua về làm gì. Thế có kéo người ta bằng được vào trong cái công việc này, đẩy người ta đi, người ta
tại sao có khi có nhiều người khác chúng ta không muốn được sử dụng, người khác đang cắt cao và được kinh doanh hay được cuộc sống mát nữa. Và thế nên mọi người hãy cứ thoải mái đi. Em luôn luôn nói một điều là trong cái chuyện này bước chân ra cửa 98 triệu dân Việt Nam đều là khách hàng của chúng ta cả. Và đấy, trừ những người từ 18 tuổi trở xuống, tất cả những người 18 tuổi trở lên đều có thể kinh doanh cùng chúng ta, đều có thể là đối tác của đối tác. Vậy nên thị trường chúng ta rất lớn, mọi người chúng ta cũng ở tâm này, chia sẻ đó. Chắc chắn một điều là ngày hôm nay chúng ta gieo hạt có thể chúng ta chưa hái luôn đâu, ngày hôm sau thế, ngày hôm sau nữa, nhưng tháng sau nữa hoặc năm sau nữa chúng ta có thể gặt hái về rất là nhiều. Đó là cái điều tuyệt vời, rất là tuyệt vời trong cái công việc này. Và cái đặc biệt hơn nữa là đối với nhiều mình chúng ta. Và thì em cũng xin có đôi điều giao lưu cùng với cả nhà mình như thế. Và em xin chúc mọi người tự tin đấy. Chắc chắn một điều, khi mà kiến thức chúng ta đủ, kỹ năng của chúng ta ngày càng hoàn thiện, thì tỷ lệ những người từ chối của chúng ta ngày càng thấp xuống. Và cái việc kinh doanh của chúng ta phát triển đi lên thì sẽ ngày càng có nhiều người đồng hành cùng với chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh. Đó là cái điều hoàn toàn chính xác. Em xin gửi lại mic cho MC của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn những cái lời chia sẻ của giám đốc Ba Rau Vàng Bùi Bằng. Như vậy là cả nhà chúng ta thấy là gì ạ? Trong New MA kinh doanh này là kinh doanh sao chép đúng không ạ? Nên thì cũng như thủ lĩnh Bằng chia sẻ đấy ạ, thì chúng ta cũng không cần phải là phức tạp hóa các cái vấn đề lên quá. Chúng ta cứ làm đúng làm chuẩn. Trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta cố gắng là học tập cái kiến thức thật chuẩn đúng không ạ? Chúng ta cứ nhớ là chúng ta học một lần và chúng ta sử dụng mãi mãi. Như vậy là khi mà chúng ta chuẩn về tâm thái, chuẩn về kiến thức học tập, chuẩn về kỹ năng, chuẩn về cái xử lý các cái vấn đề, thì như vậy là chúng ta sẽ xử lý được tất cả các cái từ chối đúng không ạ? Vâng. Và như vậy là chúng ta cũng không có cái vấn đề gì mà chúng ta phải băn khoăn hay là gì cả, và chúng ta sẽ yên tâm là chúng ta sẽ hợp tác đồng hành được với cùng với lại New IMA. Vâng, như vậy là cả nhà mình còn có câu hỏi nào dành cho giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Bằng nữa không ạ? Xin cả nhà mình ạ. Vâng, vậy nếu không ai còn câu hỏi nào nữa thì em xin cả nhà mình cùng nhắn lên ô cửa sổ chat một tràng số 9 để cảm ơn cái phần chia sẻ thật là ý nghĩa của giám đốc Ba Sao Vàng Bùi Bằng ạ. Vâng, qua đây thì cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe, chúc anh luôn thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh cùng với lại New Em đây. Chúc anh cùng đồng đội cùng với đồng đội của mình phát triển thật tốt và đạt được cái doanh số rất là cao, trao đi thật là nhiều cái giá trị cho cộng đồng ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà mình. Cảm ơn giám đốc Ba Rau Vàng Bùi Bằng rất là nhiều ạ. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là gì ạ? Khi mà chúng ta đã biết đến sản phẩm, khi mà khách hàng của chúng ta đã biết đến sản phẩm, hiểu sản phẩm, hiểu được cái giá trị trong alpha, hiểu được cái quyền lợi của người tiêu dùng, hiểu được cái quyền lợi của khách hàng hay là cái quyền lợi mà khi mà cộng tác cùng với lại New MA, cộng với là chúng ta biết được đến cái những cái giải pháp mà các cái chủ giảng của chúng ta đã đưa ra cho chúng ta. Thế thì chúng ta rất là yên tâm để hợp tác cùng với lại New MA đúng không ạ? Vậy thì những quý cô bác anh chị nào mà chúng ta chưa hợp tác, bắt tay hợp tác cùng với New MA thì chúng ta hãy nhanh chóng ký hợp đồng hợp tác cùng với lại New MA, chia sẻ sản phẩm tới cộng đồng để chúng ta có nhiều cái cơ hội như là thay đổi về cái chất lượng cuộc sống này, chúng ta có cái sức khỏe tốt và có thêm nhiều các cái mối quan hệ nữa đúng không ạ? Vâng, như vậy là đến theo dự kiến như ban đầu thì chương trình của chúng ta sẽ dự kiến đến 22 giờ, và bây giờ cũng đã là 22 giờ 4 phút rồi ạ. Thế có ai còn có câu hỏi gì cho hai chủ giảng của chúng ta nữa không ạ? Vâng. Như vậy nếu không ai có câu hỏi gì nữa thì trong cái buổi tới ngày hôm nay thì chúng ta thấy là chúng ta cũng đã nhận được rất là nhiều cái giá trị rất là tuyệt vời từ hai cái vị chủ giảng
đúng không ạ? Từ hai cái vị chủ giảng của chúng ta. Thế thì thay mặt cho những người làm chương trình, xin cảm ơn, xin gửi lời cảm ơn tới chủ giảng, tới các vị khách mời và tất cả các quý cô bác anh chị, cái lời cảm ơn và chúc cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe, có một hệ thống tăng trưởng vững chắc ạ. Chúc cả nhà mình có một đêm thật là ngon giấc và mơ thấy rất là nhiều sao. Vâng, chúc cả nhà mình sớm cán đích năm sau vàng. Vâng, xin mời cả nhà mình cùng mở mic ra để chúng ta chào nhau ạ. Vâng.